Alo, các vị có nghe rõ không? Dạ, xin chào. Các vị nào xin làm ơn ghi lại từ trên xuống giùm. Tôi nói là tôi cũng ghi mất công đó. Có ghi giùm tôi các cái này. Đây là những cái thể tài mà được nhắc đến trong kinh này. Một đó là các dục, một là chữ dục, rồi cảm thọ tưởng lậu hoặc, tưởng lậu hoặc nghiệp khổ, nghiệp khổ. Vậy rồi đây là những cái đề tài mà những cái đề tài được Đức Phật nhắc đến trong bài kinh này. Chuyện đầu tiên là thế giới được nói đến, được trình bày, được phô diễn qua cái chữ dục, tức là toàn bộ thế giới này là có nhiều cách phân tích trình bày lắm thưa quý vị, nhưng mà trong đó có một cách mà mình chỉ nói chữ dục là đủ rồi. Chỉ nói từ chữ dục, từ cái chuyện mà mình muốn cái này muốn cái kia đó, nó mới dẫn đến cái chuyện là mình ghét cái này, mình ghét cái kia, và từ cái thích ghét mình mới giải quyết cái thích và ghét, có thích ghét mình mới có cái hướng giải quyết thích và ghét. Và chính vì mình tìm cách mình giải quyết cái thích và cái ghét á, nên mình mới tạo các nghiệp, nghiệp ác á, thì đi xuống, nghiệp thiện thì đi lên. Và các vị phải bắt buộc, các vị phải tuyệt đối đồng ý với chúng tôi, bắt buộc phải tuyệt đối đồng ý với chúng tôi một điều, đó là toàn bộ thế giới này nếu mà bỏ đi cái chữ ý muốn thì không còn lại gì hết, không còn. Một đứa bé mà nó bò lẩm đẩm, nó bò dưới đất nó cũng phải muốn, nó mới muốn cái này muốn kia, nó muốn mẹ nó muốn đồ chơi, nó muốn bình sữa, lắp 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 lắp. Rồi cái con giun, con dế, mình thấy con bò, con gì, con giun đất mà nó bò bò trong đất, nó phải muốn cái gì đó, nó phải muốn đi tới, nó muốn đi lui, nó muốn chung xuống đất. Đến con giun mà nó vẫn còn có cái ước muốn nha, vẫn còn phải ước muốn. Rồi con người cũng vậy, tất cả hoạt động lớn bé của chúng ta, từ cá nhân đến đoàn thể, mọi lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế, ngoại giao, quân sự, tất cả đều được khởi đi từ ước muốn, phải nói như vậy. Cho nên đây là lý do đầu tiên mà Đức Phật dạy rằng cái chỉ riêng cái chữ muốn không, đó là cả một cái là một vấn đề rất là lớn để chúng ta tìm hiểu đó. Chỉ mỗi ngày chúng ta trong từng, không phải mỗi ngày mà trong từng từng phút, trong từng giờ đó, chúng ta phải xác định rồi mình đang muốn cái gì và muốn ở đâu, thì cái ghét nó đi bên cạnh đó, cái mà đối lập với cái muốn nó luôn luôn nó gắn liền đó nha. Và cái tiếp theo đó là cái tiếp theo đó là trong đây ngày mà ngày kể cho mình nghe năm năm cái thể tài dục thọ tưởng lậu nghiệp khổ. Thì ở mỗi một cái thể tài như vậy, thí dụ nói về dục thì chuyện đầu tiên mình phải biết dục là cái gì, thứ hai là con đường nào mà dẫn đến các dục, thứ ba là chúng ta phải biết rằng dục nó có đủ thứ sai biệt, nghĩa là nhiều thứ khác nhau đó. Cái thứ tư chúng ta phải biết rằng là chính những cái dục như vậy nó đã đưa đến những quả báo nào. Cái thứ năm á, là chúng ta phải biết rằng là dục biến mất chính là khổ biến mất, khổ kết thúc. Cái thứ sáu đó là chúng ta phải biết rằng cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt tất cả cái ước muốn đó chính là bát chánh đạo. Tất cả là mỗi đề tài ở đây cần được biết đến qua 6 khía cạnh, mà tổng cộng là bao nhiêu đề tài ta, tổng cộng là bao nhiêu đề tài, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đề tài, tổng cộng là 6 đề tài. Tổng cộng là 6 đề tài, và mỗi đề tài như vậy đó phải được biết qua 6 khía cạnh nha. Tức là về cái dục, đầu tiên phải biết dục là cái gì, đầu tiên là phải biết dục là cái gì ra. Tại sao bài kinh này tôi giảng tôi kéo dài mấy ngày trời, bởi bài kinh này quá sâu đi. Thứ nhất phải biết dục là cái gì, đủ thứ dục hết, rất nhiều thứ dục, rất nhiều thứ dục, tùy mỗi người mà chúng ta thích cái gì. Và chính vì cái tôi đã nói rồi, chính vì cái trình độ nó dẫn đến thái độ, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống mà nó dẫn đến cái chuyện chúng ta thích cái gì và từ đó là ghét cái gì. Đó, điều đầu tiên là chúng ta phải biết đến các dục. Thứ hai là cái dục duyên khởi.
ví dụ duyên khởi đây nó lên nghĩa là xúc. Cái xúc này là rất là quan trọng, xúc rất là quan trọng, là bởi vì do sáu căn, do sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần á, do sáu, hoặc nói một cách khác là do cái sự gặp gỡ, cái sự hội ngộ, cái sự tương phung giữa căn và trần, nó mới tạo ra gọi là các cái dục. Đức Phật và các bậc thánh nói chung người ta cũng có xúc, ta cũng có sáu căn sáu trần, nhưng mà cái cách tiếp xúc người ta không giống như mình. Cái cách tiếp xúc người ta là cách tiếp xúc của một người có niệm, có tuệ. Còn cái cách tiếp xúc của mình là chỉ có tham sân si ái mạn kiến nghi thôi nha. Nhớ cho đó, bản thân xúc nó không có tội, nhưng mà có trường hợp ngài nhắc đến xúc để mình, để ngài lưu ý cho mình một điều, đó là nhiều khi vấn đề mà tệ hại nhất nó lại khởi đi từ một cái mấu chốt không có gì đáng nói. Ví dụ như ban đêm trước khi mình ngủ mình nghe người lớn nhắc coi chừng cửa nẻo nha. Thật ra cái chuyện mà cái cửa mà mình quên gài chốt, cái chuyện quên gài chốt nó không có chết người, gọi là coi chừng củi lửa nha. Thật ra một cái đốm lửa đầu tiên mà được thắp lên trong bếp đó, hoặc là trong cái bàn thờ đó, cái đốm lửa đầu tiên trong bếp, cái đốm lửa đầu tiên trong cái gian thờ, cái gì hoặc là cái chốt cửa mà mình quên gài, ba cái này nó không có nào mà gây chết người hết đó. Tôi hứa như vậy, tôi bảo đảm như vậy, ba cái này nó không có chết người. Nhưng vấn đề đằng sau đó kìa, đằng sau cái chốt cửa không được cài, đằng sau cái đốm lửa trong bếp không được để ý, đằng sau cái đốm lửa nến trên bàn thờ trong cái gian nhà thờ không được để ý, từ đằng sau cái mà không đáng gì nè, nó mới dẫn đến bao nhiêu là cái cớ sự can tràn nha. Ở đây mình thấy xúc, bản thân cái chữ xúc nó, bản thân cái xúc nó có gì hết, nó chỉ là cái chỗ gặp mặt của sáu căn sáu trần thôi. Thánh phàm đều có sáu căn sáu trần hết nha. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là người lưu ý cho mình thấy một chuyện rất là quan trọng. Hãy nhớ nha, ngay cái chỗ không có gì nè mà nếu mà bất cẩn á là chết người như chơi nha. Nhớ chỗ này nha, nhớ chỗ này, cái chỗ này rất là đặc biệt. Có nhiều khi ngài nói thẳng vô phiền não, nó đây là gốc khổ nè, đây là tham nè, đây là sân nè, đây là si nè, ái nè, mạng nè, kiến nè, nghi. Có chỗ ngài nói như vậy, nhưng mà có chỗ ngài không có nói ngay cái chỗ mà nguy hiểm như vậy. Ngài có chỗ ngài không nói ngay cái điểm nguy hiểm, mà ngài cho mình thấy một chuyện rất là nhẹ nhàng. Ngài nói nhớ nha, cái chỗ này nó không nguy hiểm, nhưng mà con mà bất cẩn là con chết ngay cái chỗ này nè. Như hồi nãy tôi nói, cái chốt cửa, bản thân cái chốt cửa mà không được gài đó, nó có biết bao nhiêu người ngủ không gài cửa nha, có biết bao nhiêu người. Có điều đó có nghĩa rằng cái chốt cửa không được gài nó không có đủ để cho mình chết. Nhưng vấn đề là đằng sau cái chốt cửa không được gài cẩn thận ấy, đằng sau cái đốm lửa được nhen lên từ nhà bếp ấy, từ đằng sau cái ngọn nến được thắp lên trong cái gian thờ ấy, nó lại là tiền đề, nó là cớ sự để khởi, nó là chỗ khởi đi của vô vàng cái hệ lụy ngay sau đó nha. Nhớ cho đó, cho nên đầu tiên là người nói rõ, hãy lưu ý nha, lưu ý nha. Luôn luôn chúng ta luôn luôn sống vật lộn, sống chung với lũ, chúng ta luôn luôn sống với các ý tưởng ước muốn này nọ. Nhớ chỉ đầu tiên phải biết cái sự có mặt của các ước muốn, thứ hai là phải biết rõ là những ước muốn đó từ đâu nó đi ra, từ xúc. Chính từ cái xúc đó, tôi nhắc lại mình nó sẽ bà con quên toàn bộ cái chuyện mà bà con giữ giới đó, giữ giới tác quan hay là vô thiền viện nội thiền đó, toàn là giải quyết cái chữ xúc không à. Tại sao mà bà con không có tiếp tục ở nhà, tại sao? Tại vì các vị không muốn có những cuộc hội ngộ với sáu cái trần mà có khả năng phương hại cho tâm tư của mình nha. Chứ còn tu đâu cũng được tu tâm, chứ đâu phải là mình tu tướng, đâu phải mình tu hình, đâu phải mình tu dáng, đâu phải mình tu vẽ đâu nha. Tu là tu tâm. Nhưng mà tại sao mà anh phải giữ bát quan? Là chính từng cái giới bát quan nó ngăn anh, nó là những cái bờ đê bờ chắn, nó ngăn anh không có, nó hạn chế không để anh tiếp xúc với những cái trần cảnh mà có khả năng phương hại cho cái nội tâm của mình nha. Đó là tu xúc đó quý vị. Là tại sao mình không ở nhà mình tu thiền, mà tại sao mình khổ cực mình chạy lên thiền viện làm cái gì? Vì trong cái bối cảnh, trong cái điều kiện của thiền viện, chúng ta có thể kiểm soát sáu xúc của mình tốt hơn. Nhớ nha, nó quan trọng lắm quý vị nha, quan trọng lắm. Rồi tại sao mà mình phải đi tụng kinh, tại sao mình phải nghe pháp, tại sao mà mình phải gần gũi bạn lành, tăng ni, hành giả? Tại sao? Là vì qua những cuộc gặp gỡ đó, sáu xúc của chúng ta được kiểm soát, được quan sát, được
kiểm soát, được quan sát, kiểm soát và quan sát, nhớ cái đó, mà nó rất là quan trọng nha. Rồi cho nên các cái gì đầu tiên mình học về dục trước cái đã, học về dục thì biết rõ dục là gì, biết rõ cái con đường dẫn tới dục là ở đây chính là các xúc, biết rõ các dục sai biệt ở đây ngài nói rồi, cho cái cơ tánh, cái căn cơ, cái sở tánh của nhiều người không có giống nhau, của mỗi người không giống nhau, cho nên mỗi người thích một kiểu, thích cái nào. Ngay cả trong số những người thích cảnh, thích nhìn đó là đã có trăm ngàn kiểu thích nhìn, trong số những người thích nghe đó có trăm ngàn kiểu thích nghe. Các vị nói các ông không thích nghe nhạc, nhưng mà các ông A, B thích nghe nhạc, cái loại nhạc hai ông nghe không có giống nhau. Mà cho dù nghe cùng, thích cùng một loại nhạc thì cái ca sĩ mà họ thích cũng không có giống nhau. Rồi chưa hết, cái gu mà phối khí hòa âm của mỗi anh cũng không có giống nhau. Có ông không thích mộc mạc đơn giản, có ông không thích cầu kỳ đầy đủ, ông mới chịu nghe nha. Cho nên ngay ở trong cái hình ảnh âm thanh mình thích cũng đã không giống nhau rồi, đó gọi là dục sai biệt nha. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta, dục dị thục. Thích cái gì thì chính cái thích đó nó dẫn đến, nó là những cái hướng dẫn hành động, những hướng dẫn hành động. Chính cái thích đó nó tạo ra các cái gọi là những hướng dẫn hành động. Chính cái dục đó nó tạo ra các cái quả thiện ác, cái sướng khổ cho đời sau. Thì những cái quả thiện ác sướng khổ được gọi là dục dị thục, có nghĩa là cái quả, cái hệ quả đi ra từ những ước muốn quá khứ. Cho nên tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói bà con nhớ nha, mỗi một cái phút, mỗi một giờ trôi qua, hãy tự hỏi là mình đang theo đuổi cái gì. Theo đuổi tức là dục, mình đang theo đuổi cái gì. Cái mà mình theo đuổi đó nó sẽ quyết định cái lối về mai này của chúng ta. Làm ơn nhớ dùng cái này nha, vì đó là chính là dục dị thục mà quý vị, đó dục dị thục. Rồi thế nào dục đoạn diệt, ngày nào mà chúng ta không còn dục nữa thì ngày đó chúng ta không còn sanh tử nữa, hết một cách tuyệt đối đó là chúng ta không còn sanh tử nữa. Chứ có nhiều khi mình không còn ở trong năm gọi là dục vật chất, nhưng mà chúng ta còn kẹt ở trong cái dục tinh thần, chẳng hạn như chúng ta còn đam mê trong thiền định, trong thành thông, trong các cái cõi trời phạm thiên như vậy, thì chúng cũng còn có cái ước muốn, mà còn có ước muốn là còn có trốn về, nhớ nha, còn có ước muốn là còn có trốn về. Cho nên cái dục đoạn diệt đây có nghĩa là cái cứu cánh niết bàn, cái cứu cánh khi mà mình không còn thích cái này cái kia nữa đó, thì lúc đó mình mới không còn sanh tử nữa. Và cái con đường nào để dẫn đến cái sự đoạn diệt ấy, đó chính là bát chánh đạo. Chỉ có tu bát chánh đạo, tức là tu giới định tuệ đó, hoặc là nói rộng ra đó là 37 pháp bồ đề, thì chỉ có cái hành trình đó thì nó mới giúp cho mình kết thúc. Đó là nói về chữ dục, tôi tập trung nói rộng chữ dục để mấy cái sau tôi chỉ ôm lại thôi. Dục xong rồi cái gì nữa ta? Dục xong rồi thì tới thọ, cũng y chang như vậy. Vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ hiện hữu và vận hành trong một chữ thọ thôi. Nói như vậy không hề sai. Là vì sao? Là vì thọ là một cái từ chuyên môn để gọi chung cho sướng khổ của tất cả chúng sinh, chỉ vậy thôi. Cái chữ thọ đây nó là tất cả, nó gọi chung cho tất cả những cái gì mình gọi là sướng, là khổ. Chính vì trốn khổ tìm vui nên chuyện gì chúng ta cũng làm. Đó là nói xa, còn nói gần, chính vì trốn khổ tìm vui mà có mấy ai trong đời này được thành công trong cái ước muốn đó, trong ước muốn mà trốn khổ tìm vui. Có bao nhiêu người muốn thoát cái khổ mà thoát không được, muốn tìm cái vui mà tìm không ra. Cho nên cái chuyện đầu tiên, chính vì anh vùi đầu ở trong cái đời sống cảm xúc cảm thọ, cho nên chuyện ác nào anh cũng làm, ngay cái việc anh làm thiện nó cũng là một kiểu đầu tư sanh tử. Đó, như vậy chỉ đầu tiên vùi đầu trong các trong cái cảm xúc cảm thọ đó, là một kiểu sanh tử, nó là dọn đường sanh tử. Rồi chuyện thứ hai, chỉ trước mắt ngay bây giờ, tại đây và bây giờ, right now and right here, khi mà anh vùi đầu ở trong cái đời sống cảm xúc, thay vì anh nhìn nó như là những người khách, nó đến rồi nó đi, anh không có chào mời trà nước, anh cũng không xua đuổi tống khứ. Bởi vì anh xua đuổi tống khứ không thành công là một cái khổ, mà anh chào mời anh giữ nó lại mà nó không vừa ở, nó cũng là cái khổ. Thay vì anh như là một hành giả, nó đến biết nó đến, nó đi biết nó đi. Bởi vì không có đứa nào nó trụ lại quá một sát na hết. Chẳng qua mình thấy nỗi đau nó lâu quá là bởi vì hết cái đau này, nó nói tiếp đến nỗi đau khác. Mà vì sao vậy? Vì đủ duyên, hễ còn đủ duyên thì tụi nó hết thằng này tới thằng khác, hết thằng này tới thằng khác. Rồi cái sự dễ chịu cũng vậy, đủ duyên thì cái sự dễ chịu nó kéo dài. Thí dụ như
trưa nắng mở mở cái máy lạnh mát quá, nếu mà có đủ điều kiện điện đóm công tắc nửa chừng thì cái mát nó sẽ kéo dài, nó có thể kéo dài cho đến bao giờ mình muốn thì thôi nha. Chứ còn mà nếu mà thiếu duyên một chút là cái mát nó lập tức mất liền, tức thì mất liền, tức thì mất liền. Chưa kể, quý vị biết không, chưa kể một chuyện, cái mát đó nó chỉ là mát khi mà nó hội ngoài cái điều kiện điện đóm ra, nó còn là vô số những điều kiện khác. Các vị có tin không? Tôi không có tin gì đó. Tôi bị tưởng tượng là tôi muốn mát cái tôi mở cái máy lạnh ra tự nhiên nó mát. Hiểu như vậy thì nghèo quá nha. Không phải đơn giản như vậy đâu quý vị. Có điện đó, máy lạnh công ngư đúng phải không? Nhưng mà cái cửa sổ các vị, cửa sổ nhớ có phải đóng. Chỉ cửa sổ cửa cái mở tắt quát thì cái máy lạnh nó làm việc được, chưa hết. Còn cái này các vị không tin là mà cái này nó có thiệt. Các vị phải trong một cái tình trạng tâm sinh lý ok thì các vị mới thưởng thức được cái mát lạnh đó. Trong có hiểu được cái này không ta? Trong có hiểu được cái này không? Các vị phải trong một cái tình trạng tâm sinh lý rất là ok. Chứ còn các vị vợ chồng gây gỗ chén dẻ bài ngập nhà thì tôi hỏi cái mát lạnh lúc đó nó còn có tác dụng hay không? Không, tôi không tin. Còn lúc đó các vị bị sạn thận, các vị bị ruột dư, ôm bụng quằn quại lăn lóc kêu gào thì xin hỏi lúc cái mát lạnh nó còn tác dụng hay không? Không, không, dứt khoát là không. Ối bữa dứt răng thì cái lúc cái máy lạnh nó có tác dụng nữa không? Tính theo khoa học thì lúc máy lạnh lúc nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà lúc đó đối với đương sự nó là zero. Yeah, nhất thiết duy tâm tạo mà, cái gì cũng là do tâm mình ra hết. Ngay cả cái thân này nó đang khỏe mà tâm nó nổi điên lên thì sao ta? Cái khỏe đó coi như lúc nó trở thành zero. Hoặc là cái tâm nó đang bực mình, hoặc là cái thân nó, cái tâm đẻ ra, tâm nó đang ok, đang vui mà, nhưng mà cái thân nó đau. Chính cái đau đó là tác động ngược lại cái tâm mà có vấn đề rồi thì sao ta? Ngoại cảnh ngoại trần banh trần đó, không còn gì hết. Nhớ nha. Cho nên nếu mà mình hành giả hiểu được cái thọ, cái cảm xúc, đời sống cảm xúc mình nó mong manh như vậy, nó mong manh là sao? Là nó phải nhờ đến 1 tỷ cái điều kiện, 1 tỷ cái nhân duyên để có được cái cảm thọ dễ chịu nha. Đằng này á, nó phải cần đến vô số điều kiện để có một cảm giác dễ chịu. Mà đằng này cảm giác đó khi có rồi, nó có thêm 1 tỷ lý do để nó biến mất. Chỉ có hành giả mới thấy được cái này. Chỉ còn học giáo lý không có đủ nha. Chỉ học giáo lý không có đủ cái này đâu, không có đủ. Vì đâu có chỗ nào mà nói mà nó nguyên văn như vậy đâu. Nhưng mà gọi là tổng quát đại khái là như vậy nha. Tổng quát đại khái thì có học giáo lý thì cũng biết, nhưng mà hành giả đó, cái người mà từng ngồi yên mà nhìn ngắm bản thân mình mới hiểu cái điều mà tôi vừa nói nha. Có nghĩa là để có được một cái niềm vui trong vòng 1 phút, nó tới 1 tỷ điều kiện. Tôi nói 1 tỷ thì nhiều người trong room sẽ giật mình, nó tại vì 1 tỷ nhiều lắm sư ơi. 1 tỷ nó tới 9 số 0. Tôi nói không có sai đâu, tại vì nó rất nhiều yếu tố, rất nhiều điều kiện để cho các vị vui. Tôi ví dụ nha, các vị đừng có nói với tôi là cái quan hệ trục trặc của Mỹ và Trung Quốc không ảnh hưởng các vị. Sai bé. Cái Huawei đó, mà cái Huawei mà điện thoại của Trung Quốc đó. Mình là người Việt Nam, mình đang ở California, mình đang ở Boston, mình đang ở Sài Gòn, mình đang ở Cà Mau, mắc mới gì mình. Sai. Chính vì cái ngồi nổ Huawei đó, nó ảnh hưởng đến những cái, nó tạo ra những cái tác động kinh tế trên nửa phần hay là toàn phần kinh tế của thế giới, trong đó có Việt Nam, trong đó có người thân của chúng ta ở nước ngoài. Chính vì cái kinh tế của Mỹ nó ảnh hưởng đến toàn quốc, cho nên trong đó có người thân của mình. Chính vì người thân mình bị ảnh hưởng trong đó, cho nên số tiền rót về mỗi tháng có bị ảnh hưởng. Và chính vì số tiền rót về mỗi tháng có bị ảnh hưởng, cho nên cái sinh hoạt trong nhà của các vị, những cái toan tính của quý vị dứt khoát có ảnh hưởng. Và hễ những công chuyện làm ăn của các vị có ảnh hưởng, chuyện xây nhà sửa cửa có ảnh hưởng, thì dứt khoát từng người, từng thành viên trong gia đình có ảnh hưởng. Lúc bây giờ các vị mới sáng cái con mắt nuôi cái mình ra, mình hiểu ồ, thì ra trong cái thế giới mà tương duyên nhi hữu này, không có cái nào là không có liên quan nhau, chẳng qua là nó xa gần gián hay là trực tiếp mà thôi. Nói như vậy cũng có nghĩa là những cái khó chịu và dễ chịu của chúng ta nó có tới 1 tỷ lý do, là trong khi đó những lý do rất là xa. Chiến tranh ở Trung Đông nè, chiến tranh về chiều quân sự, về dầu quả nè, rồi về kinh tế của Mỹ với Trung Quốc nè, rồi những cái xáo trộn trong khu vực nè, trong quốc gia, ngay cả cái tình trạng đất nước của mình, tình trạng về kinh tế, về tài chính, về chính trị, về ngoại giao, bla 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 bla, đừng có nói là nó không ảnh hưởng. Cho nên một hành giả phải hiểu rằng họ thì ra để có được một cái niềm vui nó mệt lắm, nhiều khê lắm, mà khi có nó rồi muốn giữ được nó không phải là chuyện dễ. Còn nỗi khổ niềm đau thì sao ta?
nó cũng y như cái hạnh phúc vậy, nó cũng cần đến 1 tỷ điều kiện để nó có mặt. Nhưng mà có một điều, vì cái khuynh hướng nhiều đời của chúng ta ác nhiều hơn thiện, cho nên hễ mà cái nhân ác mà nó nhiều nhân thiện thì sao ta, cái quả khổ lúc nào nó cũng nhiều, nó cũng mạnh hơn là cái quả vui hết. Cái khổ cái lạc nó giống nhau, là nó luôn luôn vô thường, đúng. Nhưng mà vì cái nhân lành của mình nó ít hơn cái nhân khổ, cho nên á, cái niềm vui của mình chỉ cần nó bị mất, tìm một cái vui khác lắp vô hơi khó, hơi bị khó. Nhưng mà vì cái nhân ác mình nó nhiều quá, cái tài khoản của mình mà cho cái vụ mà ác nó nhiều quá đi, cho nên nó hụt cái khổ này là có cái khổ khác lắp vô. Không biết tôi nói cái này đúng đúng có hiểu không ta? Alo, có việc có hiểu không? Mình có hai cái tài khoản, tài khoản cho cái thiện, cho cái ác. Cái thiện á là nó tạo ra cái vui, còn cái ác thì nó tạo ra cái khổ. Mà cái tài khoản mà mình dành cho cái vui nó ít quá đi, mình có hai cái tài khoản trong nhà băng, mà cái tài khoản mà để đầu tư cho cái vui nó ít quá, mà đầu tư cho cái khổ nhiều quá, cho nên là cái khổ, đồng ý nó cũng vô thường, nó cũng rất là mong manh nha. Cảm thọ nào cũng mong manh hết, khó chịu hay dễ chịu đều rất là mong manh như nhau hết. Nhưng mà khổ một chỗ, cái anh mà quật cái quả lạnh á, ảnh cũng mong manh, nhưng mà khi mà ảnh bị lụi, anh bị tàn rồi đó, thì rất khó mà có cái khác, nó thế vào, nó thế có chen chân vào khó lắm. Nhưng mà cái ác thì có nhiều lắm, yên tâm. Cái ác này, cái khổ này vừa mất là cái khổ khác nó trào ra. Đó là nói về nhân xa. Còn nhân gần thì sao ta? Nhân gần là do phiền não nha. Nhân gần là do phiền não là sao? Ngay trong bản thân cái ước muốn trốn khổ tìm vui, nó đã là khổ rồi. Tôi không cần biết cái khổ quý vị đang chịu là cái gì, tôi dẹp, tôi không cần nhắc. Cái đó nói tới đó là đã nhức đầu rồi. Tôi chỉ nói ngay cái ước muốn thôi. Ngay trong cái ước muốn trốn khổ tìm vui, nó đã là khổ. Vì sao? Vì trốn khổ mà trốn không được là lại là, chỉ cần ước muốn trốn không được thôi, rồi tìm vui mà tìm không được, nó đã là khổ. Tôi ví dụ nha, trong kinh nói kẻ phàm phu bị đau 2 lần, bậc thánh chỉ đau có 1/2, kẻ phàm phu đau tới 2 lần là sao ta? Bậc thánh khi đau ngoài cái khả năng mà kham nhẫn bằng thiền định, bằng cái thánh trí ra đó, bậc thánh không hề thiêu dệt cái khổ như phàm phu. Còn phàm phu thì sao? Thứ nhất, không có khả năng thiền định chánh niệm như thánh nhân là thấy mệt. Rồi thứ hai, phàm phu khổ gấp đôi là sao ta? Bản thân cái thân nó bị khổ, đó là khổ thân, còn có chịu khổ tâm nữa. Muốn hết bệnh mà nó không có chịu hết là bắt đầu lo. Wow, bậc thánh khi mình bị đau thận, bậc thánh chỉ biết đau là đau, còn mình bắt đầu mình lo, bắt đầu mình sợ chết, bắt đầu mình tiếc của nha, bắt đầu mình tiếc, mình sợ nếu bây giờ mình lật ngang là coi như mình sẽ bỏ lại bao nhiêu thứ tình cảm, cha mẹ vợ chồng con cái bạn bè, trời ơi cái đất nước thì nó đẹp quá, trời ơi mình còn có bao nhiêu cái toan tính, bao nhiêu cái trù hoạch, bao nhiêu cái kế sách mà chưa có hoàn thành, trời ơi bây giờ mình đi sớm quá. Trong khi cái đau nó chỉ là một phần cơ thể, mà cái nỗi tiếc nuối âu lo sợ hãi kia đó, nó gấp mấy lần cái đau đó, cái bị biết không? Đó, khổ vì nó kẻ phàm phu khác bậc thánh ở chỗ đó đó. Cho nên ngay trong cái cảm thọ nó đã là khổ, mà ngay trong cái ước muốn mà trốn khổ tìm vui, nó lại cũng là một cái khổ nữa nha. Cho nên trong kinh nó là bậc khổ 1/2, trong khi mình khổ gặp đôi. Khổ 1/2 là sao? Có nghĩa là thay vì người ta mỗi lần người ta bị đau là người ta phải rên, phải xiết, phải sợ hãi, phải này nọ, còn bậc thánh không. Đau trên thân xác lại là các ngài chỉ để nó dừng lại ngay chốc cái thân xác, cái ngài không có cho nó leo qua cái tâm của các ngài. Còn mình thì sao? Đau một mà mình cho nó leo tàn lan tựa lưa tự trên đầu nó leo. Thí dụ như đang đêm đang ngủ mà đi sao nghe nó nhói, hồi nãy giờ nó nhói 1 lần thì mình đã hơi ngại rồi, mà nó hơi nhói nãy giờ mình thấy 15 phút mà nó còn nhói, bắt đầu nó nghĩ bậy, nghĩ nào là ung thư, nghĩ nào là bị ruột dư, nào là thận, nào là gan, nào là tụy tạng, tùm lum hết. Nghĩ quá nhiều, suy diễn vì sao? Vì mình sợ chết. Và tại sao mình sợ chết? Là bởi vì mình sợ mất cái này, sợ mất cái kia nha. Cho nên chỉ làm chủ cái cảm thọ, làm chủ đây không có nhiều người hiểu sai đó. Làm chủ đây có nghĩa họ tưởng chắc làm chủ đây có nghĩa là bậc thánh không có đau, sai. Làm chủ đây có nghĩa là coi tất cả cảm giác chỉ là khách. Làm ơn ghi cái câu này dùng. Làm chủ cảm thọ ở đây không có nghĩa là không còn đau đớn, muốn sướng thì sướng mà làm chủ ở đây có nghĩa là chỉ xem các cái cảm giác như là khách
như là khách lạ bên thềm. Đó, chủ là chủ như vậy, nhiều người hiểu sai. Làm chủ cảm thọ ở đây nó không hề có nghĩa là không còn đau đớn, muốn sướng thì sướng, không phải. Bậc thánh không phải như vậy. Mà làm chủ ở đây có nghĩa là các ngài nhìn nó tới. Đó, chủ đây là các ngài ngồi yên nhìn nó tới. Nhìn nó tới. Biết khó chịu, biết. Rồi gió mát tới, các ngài biết mát, biết dễ chịu, biết. Ngồi ở trong phòng đang nực, mình mở máy lạnh lên, ngài biết. Bây giờ mát, đó, cảm giác, ngài biết lạc thọ. Biết lạc thọ đang có mặt, ngoài ra không có thiêu dệt thêm. Rồi cái tới cơn mà đau đớn trong cơ thể nó tới, các ngài biết. Cơn đau đang có mặt, khổ thọ đang có mặt. Hoặc một cách quán chiếu khác, khổ thọ vừa vô thường. Tại sao có cách quán chiếu kỳ cục vậy ta? Khi mà mình quán chiếu khổ thọ đang có mặt, nó không có sai, nhưng mà nó hơi muộn. Phải quán chiếu là khổ thọ vừa vắng mặt. Bởi vì khi mình thấy đó là mình thấy một cái khổ đã mất rồi. Nhớ cái này chắc phải ghi rồi, phải ghi cho nhớ. Cái bất cứ cái khổ nào, cái niềm vui nào, cái sự sung sướng nào mà ta thấy được nó đó, là nó đã mất rồi. Lúc bây giờ làm cái khác đang hiện hữu nha, đang hiện hữu. Bởi vì theo trong A Di Đàm, không bao giờ có cái gì trên đời này tồn tại quá một sát na. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không bao giờ có hai cái thứ tâm cùng lúc tồn tại. Cho nên cái này nó phải đi mất thì cái kia nó mới tới. Nhưng khi tôi đau mà tôi biết rằng tôi đang đau, thì cái đau mà tôi biết đó, nó đã thành quá khứ rồi nha. Và cái tâm mà tôi biết á, biết là mình đang đau, cái tâm đó, nó vừa xuất hiện nó cũng biết mất. Nó nhanh như vậy đó quý vị, nó nhanh như vậy. Và vì hôm nay chúng ta chỉ học trên mặt lý thuyết, cho nên chúng ta không có thấm. Chứ nếu một ngày nào đó chúng ta làm hành giả đó, chúng ta sống hết mình với cái điều mà tôi vừa nói đó, thì lúc đó cái sự dính mắc ở trong sáu trần nó ít đi nhiều lắm. Và từ đó nó dẫn đến cái chuyện mình bớt khổ nhiều lắm. Và từ đó nó dẫn đến cái chuyện bớt dính mắc là bớt khổ chưa hết. Bớt dính mắc, bớt sợ chết. Bớt sợ chết, tin tôi đi. Tại sao anh sợ chết? Vì anh sẽ mất. Nói thẳng luôn, một là anh sẽ mất. Thứ hai là anh mịt mù, không biết anh sẽ đi về đâu. Mà tại sao anh sợ hãi khi không biết mình đi về đâu, là vì anh lại tiếp tục sợ mình sẽ bị khổ ở trong một cảnh giới nào đó nha. Mình không còn sung sướng như bây giờ nữa. Bây giờ cái tài khoản của mình trong nhà băng nó tới, bữa nay nó lên tới 36 tỷ đồng Việt Nam rồi nha. Mình có mấy chiếc xe, con cái mình gửi qua Úc, qua Mỹ học hết rồi. Tương lai đang sáng ngời, mình đang chờ bồng những cái đứa cháu ngoại, cháu nội bụ bẩm kháo khỉnh. Bây giờ đùng một phát, bây giờ đi vô bệnh viện là mấy này mất sạch 36 tỷ đó, là làm đứa khác nó xài nha. Cháu nội cháu ngoại là đứa khác nó bồng không. Rồi mai này những đứa con mà nó tốt nghiệp đại học, mấy đứa cháu tốt nghiệp về, ai đón nó phi trường đây? Bao nhiêu người mơ ước được 1% những gì mình có không được. Bao nhiêu kẻ bây giờ đang buôn bán vé số, bán bánh mì, bán dạ, buôn gánh bán bưng, bán chè bán cháo đầy đường. Họ sống trơ trơ, còn mình bây giờ đây là những thứ mình có. Mà bây giờ một xóm mai hồng mình lìa bỏ tất cả, lòng nào mà cam, có bị nghe kịp không? Đấy. Nhưng mà chính vì sống với niệm xứ quán chiếu với cái điều mà tôi vừa nói, thấy rõ là mọi thứ có là mất, chấp tắt. Lâu ngày như vậy thì ba cái vụ mà con, cháu, cháu nội, cháu ngoại gì đó là xong. Mình nhìn nó sẽ khác đi nha. Lúc đó mình bước vào một thế giới rất là khác, thưa quý vị. Và ở đây tôi phải nói rõ một chuyện, không thể không nói. Lấy con mắt mà nhìn đó, đúng. Chúng ta đang là những người Việt Nam sống trong cái bản đồ chữ S, đúng. Chúng ta là những người Việt Nam đang sống ở California, đúng. Chúng ta là những người Việt Nam đang sống ở châu Âu, đúng. Nhưng mà đó là cái nhìn bằng mắt, cái nhìn bằng kiến thức học được. Chứ theo cái giáo lý nhà Phật, cái thế giới này nó có, cái thế giới, cái hành tinh này, phải sợ cho hành tinh, cái ngay ở trong cái hành tinh này nó có tới gọi là hàng tỷ cái cảnh giới trong đó, các vị có biết không? Tôi biết trong đêm nói này mà không giải thích là nhiều người là điên luôn. Ngay trong cái hành tinh này nè, nó có tới hàng tỷ cảnh giới trong đó. Là sao ta? Là sao có tới hàng tỷ, là sao ta? Bây giờ các vị nghe nè. Cái bãi biển buổi chiều mà trong cái đầu của một con chàng kỹ sư, nó không giống như trong cái đầu của con chàng bác sĩ. Cái bãi biển chiều đó, trong cái nắng hoàng hôn nhuộm thẳm với những cái cơn sóng đánh dạt vào trong từng phút đó. Đó, cái bối cảnh mình tưởng nó là một sai bét. Trong cái đầu của anh kỹ sư mà điện toán, nó không giống như trong đầu của một cái anh chàng mà kỹ sư nông lâm, nông nghiệp. Và cái bãi biển chiều đó, nó trong cái đầu của một cha bác sĩ đó, nó không giống như trong đầu của bà y tá. Cái bãi biển chiều đó trong đầu một thương gia, một doanh nhân, nó không giống như trong đầu của một linh mục, một tu sĩ Phật giáo nha. Cái bãi biển chiều đó trong
đầu của một người đang thất tình và có một người đang hẹn hò nó không có giống nhau, mặc dù lấy mắt nhìn quay phim chụp hình y chang nhau đúng, nhưng mà cái cảm nhận nó không giống nhau đâu quý vị. Và tôi bữa nay tôi cũng phải nói luôn một chuyện, thế giới này trong mắt của một hành giả khỏi nói không giống mình đâu, bởi vì họ thấy nó chớp tắt. Bản thân chúng tôi là những người đang nói chuyện đây, nếu chiều nay mà chúng ta cùng có mặt với nhau, cạnh nhau, bên nhau ở một bờ biển nào đó trên hành tinh này, tôi đoan chắc một điều, cái cảm nhận của từng người chúng ta trong room này, trong đó có chúng tôi, không hề giống nhau tí nào đâu thưa quý vị. Vì sao? Vì chúng ta đem cái tâm tình, cái vốn liếng tâm thức của mình, chúng ta đón nhận, chúng ta đánh giá, chúng ta nhận xét cái bối cảnh đó theo cái vốn liếng và cái nền tảng mà chúng ta có, làm sao mà giống được? Làm sao giống được? Như tôi sáng nay tôi nhìn cái miếng vườn của sao nhà, tôi nhìn tôi chỉ nghĩ chuyện rất đơn giản là bữa nay chim về nhiều quá, bữa nay trời hơi lạnh mà chim nó về không biết có gì nó ăn, tôi chỉ nghĩ như vậy. Tôi thấy bây giờ nó kêu sùm cho nó đói của nó là, nhưng mà cái người ở bên cạnh tôi thì sáng nay họ nhìn họ lo, họ nói trời ơi trời nó lạnh như vậy chẳng trồng cây nó chết hết. Có nghĩa là cũng trong cái bối cảnh đó, một người bận tâm đến mấy con chim, một người bận tâm đến mấy cái bầu kỳ bí, cái việc có thể không. Tôi kể các vị nghe hoài một cái câu chuyện là một buổi trưa hè đó, có một vị sơn thần, ông thấy một cô gái sơn nữ xuống suối cởi hết đồ đạc ngâm mình ở trong cái làn nước mát đó. Thì ông mới nghĩ trong bụng, ông nói tại sao mà trong cái cõi nhân gian đàn ông nó mê gái dữ vậy trời, mà sao mình nhìn cái con nhỏ này mình đâu có thấy gì đâu ta. Thì ông mong men lại gần, nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn trên, nhìn dưới mà ông thấy sao nó không cảm giác. Cho nên ông mới, chắc tại mình nhìn không có kỹ mà mình lại gần sẽ có giật mình. Thì ông mới biến thành con chuột, ông mới bò lại gần cái chỗ cổ tắm. Thì khi ổng là con chuột thì ổng bò lại gần đó, thì ổng lại không quan tâm tới cổ nữa, mà ông quan tâm đến cái con côn trùng mà nó đang bò gần đó, nó kiếm nó ăn. Thì ổng lắc mình nó không được rồi, chuột là không được, ổng mới xoay qua ổng làm con chim. Ông nghĩ chim với bướm ông thì dĩ nhiên nó gần gũi với cái đẹp hơn. Mà khi ông làm bướm làm ông thì ông đi kiếm mấy con hoa, mà khi ông làm con chim ụt chim cú thì ông đi kiếm mấy con chuột. Rồi cuối cùng suy nghĩ trên đời này để mê gái thì ai ta, ai trên đời này mê gái nhất ta, rồi mấy cha được lựa mấy thằng đàn ông thanh niên không có ai hết. Thì khi bỗng rùng mình ông thành một thằng đàn ông, nó tìm bắt đầu là ông mới hiểu trong cái hình hài, trong cái tâm thức của một thằng đàn ông mà nhân loại đó, mình mới hiểu là cái cô này là có là đẹp hay là xấu đây. Dĩ nhiên cái câu chuyện đó, câu chuyện tào lao, câu chuyện bịa của Nhật Bản, nhưng mà câu chuyện đó tôi rất là thích. Có nghĩa là trong cái hình hài có một con chuột, thì anh ở giữa 1000 mỹ nhân trớt quá, anh chỉ quan tâm đến những cái hộp dưa mà các nàng ăn mà làm rớt xuống thôi. Nếu anh là con chuột, các anh không màng đến cái bờ môi đó, hàm răng ngọc đó, không màng đến cái bàn tay thấp bút đó, không màng đến cái dáng nuột nà cao ráo trắng trẻo đó, anh chỉ quan tâm đến những cái hộp dưa mà các nàng làm rớt xuống chân thôi, nếu là con chuột. Nếu các anh là con gián thì các anh sẽ quan tâm đến những cái mảnh thức ăn thừa của con gián, của con người mà con gián nó thường ăn nha, vân vân và vân vân. Anh là cái loài gì thì anh sẽ quan tâm, anh sẽ nhìn thế giới này nó xuyên qua cái nhãn quan, cái thị giác của cái loài đó. Ngay cả con người cũng vậy, ngay cả con người nếu mà mình có cái tật móc túi thì khi mình lên cái chỗ đông người đó, mình không có quan sát ai đẹp ai xấu, trẻ già, mà mình có quan sát cái túi nào có thể móc được, có đúng vậy không ta? Tại vì những cái anh chàng mà đa tình á thì anh đi thích nhìn lén người đẹp, nhưng mà những anh chàng móc túi đó, thì anh lại khoái quan sát cái túi hơn là người chủ nhân của cái túi. Các bạn để ý có đúng không? Rồi chưa hết, quý bà mấy cô, khi quan sát người khác thì quan sát người ta mặc cái gì, cái đồ đó là đồ thiệt hay là đồ giả. Thấy nó Gucci đó, nhưng mà cái Gucci này cái đường may vụng quá, nó rất là LV, nhưng mà cái chỗ cái phần chỉ may mà chỗ cái túi nắm có đủ 6 cái búi may hay không, nó không đủ 6 búi thì nó đồ giả rồi. Thì khi mà mình là một người mà thích tị hiềm với nhau qua cái hình thức thì mình coi nó xài phấn son nước hoa túi xách đồng hồ mặt kính là loại gì. Còn khi mình là người háo sắc thì mình quan sát cái khác, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Còn mình là người móc túi thì mình quan sát cái khác. Điều đó cho thấy rằng ngay trong cái hành tinh này nó có tới 1 tỷ cảnh giới là như vậy đó thưa quý vị nha. Nghĩa là do cái tâm tình, do cái trình độ, do cái vốn liếng duyên nghiệp quá khứ, do cái môi trường sinh trưởng giáo dục, do cái điều kiện tâm thức, khuynh hướng tâm lý, tất cả những cái đó nó cộng lại, nó trở thành ra một cái nền tảng, một cái điều kiện chung, một điều kiện cần và đủ để mỗi người cảm nhận cái thế giới này. Từ đó
chính cái cảm quan, cái cảm thức của mỗi người nó là cái cánh cửa dẫn vào một thế giới rất là riêng tư. Mà kể cả hai người là hai vợ chồng, hai anh em, hai mẹ con ngồi cạnh nhau tay trong tay thì cái thế giới trong mắt của hai người ấy cũng không giống nhau, khác nhau nhiều lắm quý vị nha, khác nhau nhiều lắm. Tôi nói hoài, một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ, một kiến trúc sư, khi mà nhìn một cái nhà mà rủ họ đi chơi, họ nhìn ông kiến trúc sư, ông cứ nhìn tất cả kiểu nhà, ông nhìn theo cái cặp mắt kỳ cục lắm. Ông nhìn coi cái nhà nó lỗi gì, nó đẹp ở chỗ nào, cái khéo ở chỗ nào, cái thông minh nó nằm ở chỗ nào, cái vụn nó nằm ở chỗ nào, còn cha kiến trúc sư. Nhưng mà riêng cha họa sĩ thì cha tìm cái góc độ nào mà để cha có thể vẽ được một cái bức tranh đẹp. Còn cái thằng cha nhạc sĩ thì cha nhìn cái nhà nó chẳng nhìn như thế nào đó, nhìn cái bối cảnh đó, cái bối cảnh đó, cái khung trời đó, để mà anh tìm cái hứng, cái cảm hứng để mà anh viết nhạc hoặc là để anh làm thơ nha. Rồi tôi đang nói về thọ đó, về cái gì nó ta thọ xong rồi tới tưởng của, rồi khoan, cái thọ nó cũng có cái gốc là gì ta, à, thọ có cái gốc là cũng là xúc. Bất ta thì các vị thấy lớn chuyện chưa, từ cái xúc, từ cái xúc là do sáu xúc đó, do mình, do cái chỗ tương phùng gặp gỡ tương hội giữa sáu căn với sáu trần mà khiến cho chúng ta mới có các cảm giác nha. Thì cái sáu khía cạnh của xúc y chang như là sáu khía cạnh của thọ. Rồi bây giờ qua tới cái gì ta, tôi chỉ ôm lại thôi, và cái tưởng, thế giới của tưởng, bộ học tôi nói rồi, tất cả kiến thức của chúng ta, tất cả những cái ấn tượng, những quan niệm, những quan điểm nha, tất cả ấn tượng, quan niệm, quan điểm của chúng ta về sáu trần, gồm các lĩnh vực nha, khảo cổ, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, âm nhạc, chính trị, văn hóa, quân sự, tất cả đều là tưởng hết đó quý vị, tưởng hết nha. Tôi nhắc lại lần nữa, một bức tranh được thực hiện dựa trên cái tưởng, nghĩa là trên cái ấn tượng của chúng ta qua cái kinh nghiệm về màu sắc, về hình dáng, về cự ly, về tỷ lệ mà chúng ta đã được học trong quá khứ. Bây giờ chúng ta thực hiện một bức tranh. Rồi thì cái ai là người đóng cái khung tranh đó? Dĩ nhiên phải họa sĩ, dĩ nhiên phải họa sĩ. Cái khung tranh là khác, mà cái bức tranh đó là khác. Cái người thợ đóng khung tranh đó, họ đã đóng bằng cái kinh nghiệm rồi chưa hết. Mấy con ốc, cái cọng dây kẽm, ai là người đã làm ra cọng dây kẽm đó? Ai là người đã làm ra mấy con ốc đó? Tất cả cũng là tưởng. Chính tưởng đã tạo ra cái sợi dây kẽm, tạo ra con ốc, tạo ra khung tranh, tạo ra cái khung canvas giải bố, tạo ra mấy cái ống, mấy cái tiếp màu. Rồi sao nữa ta? Tạo ra mấy cái cọ vẽ. Rồi sao? Sau cùng chính thằng cha họa sĩ giả cũng dùng cái tưởng để mình giả vẽ vời cái này cái nọ thông qua cái cảm giác, cái tưởng tượng của ông nha. Xong rồi chưa hết đâu, đem treo lên. Cái người treo cũng là treo bằng tưởng. Tại sao không treo chỗ này mà lại treo chỗ kia? Tại sao vậy? Vì ít ra ông ta cũng phải dựa trên những kinh nghiệm, những ấn tượng trong quá khứ về thẩm mỹ. Chứ không phải tự nhiên một đứa bé đẻ cái đông trong bụng ra, nó đứng dậy nó đi treo tranh, đâu có được, đâu có được. Một thằng mậu ở trong rừng, hoặc là một cái người nông dân của mình dưới quê mà chỉ nắm tay họ đưa họ vào một cái villa, kêu họ kiếm chỗ treo tranh đó, rất là nguy hiểm. Bởi vì họ biết chỗ nào họ treo, họ thấy chỗ nào nó rộng rộng họ đóng đinh họ treo thôi, đúng không? Nhưng mà không, treo tranh là cả một vấn đề, các vị biết không? Tôi được biết những cái cơ sở làm ăn nhỏ nhỏ của Mỹ, ví dụ như Starbucks nè, hoặc là Subway nè, hoặc là bánh mì Antoine nè, Popeye nè, tất cả những chỗ đó các vị tưởng theo kiểu Việt Nam, cái não trạng Việt Nam là tôi là chủ thì tôi muốn treo, tôi treo xe bét. Một cái tiệm mà bánh mì hoặc là tiệm cà phê của Mỹ, tất cả những cái thiết trí trong đó, những cái thiết trí, những cái gọi là bài biện trong đó là đều do chuyên gia họ tới họ sắp xếp hết. Như cái Starbucks, nếu mà các vị muốn mở cái cơ sở Việt Nam thì không phải là các vị muốn treo gì treo, các vị treo hình tranh đồng hồ đó là trật lắc không có được, phải do chính những cái chuyên gia của Starbucks mà nó treo. Cho nên cái chuyện mà treo tranh nó cũng vẽ tranh rồi treo tranh nó là cũng là một vấn đề. Rồi chưa hết, tới cuối cùng ai nữa ta, tới cái người thưởng thức tranh. Wow, tới cái người thưởng thức tranh. Người thưởng thức tranh ảnh thích hay là ảnh không thích cũng phải dựa trên những ấn tượng, những kinh nghiệm nào đó
trong quá khứ. Các vị thấy dễ sợ chưa? Chỉ là bức tranh thôi đó, là một thế giới của tưởng rồi, quý vị biết không? Từ con ốc nè, cộng dây kẽm nè, cái khung gỗ nè, rồi cái gì nữa, khung vải bố để vẽ nè, các clip màu nè, rồi người vẽ tranh nè, người treo tranh nè, người thưởng thức tranh, nguyên một cái bè lũ đó là toàn bộ đều phải làm việc trong cái điều kiện của tưởng hết đó. Cho nên trong kinh á, nên Đức Phật ngày mới gọi là tha mái là cái người gì ta? Tha mái chính là cái người cất nhà, là cho đó, hoặc là trong tâm á, Đức Phật ngày gọi cái trong kinh rồi cái chữ tâm, cái chữ chích tá nó nhiều nghĩa lắm. Chích tá nó có nghĩa là bức tranh, mà nó cũng có nghĩa là sự thiết trí, decorating. Cái chữ tâm á, tâm là mai, là ý thức mình á, nó nhiều nghĩa như vậy đó. Nó có nghĩa là sự thiết trí, nó có nghĩa là một bức tranh. Bởi vì sao? Vì tâm ấy, nó là một cái sự thiêu dệt vẽ vời mà quý vị nha. Và trong kinh ghi rất rõ, trong kinh Đại Phương Quảng, Trung Bộ Kinh ghi rất rõ, cái gì tạo nên tâm? Chính thọ tưởng. Tâm hành ấy, thân hành là hơi thở vào ra, khẩu hành là tầm và tứ, nhưng mà tâm hành chính là thọ tưởng. Không có một cái tâm nào mà không có cái cảm giác, không có cảm thọ. Và tâm không thể làm việc nếu không có tưởng, khiếp như vậy đó, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Tức là giàu đó, cái đó là một cái biết của mình đầu tiên, biết về một đề tài nào đó lần đầu tiên mình chưa từng biết qua, nhưng mà nó cũng phải dựa trên một cái nền tảng của cái cũ, dựa trên cái cũ ta mới biết được cái mới, góp như vậy. Cho nên từ cái chỗ cái tưởng, nếu mà mở một cái người phàm phụ bậc thánh, tưởng họ chỉ dùng nó ở cái ý nghĩa cần và đủ thôi. Nhưng mà ở phàm phu mình đi quá xa trong cái tưởng, từ đó nó mới dẫn đến những cái ý niệm phân biệt, và từ có ý niệm phân biệt nó mới có ý niệm phân ly, và có phân ly thì nó có đấu tranh, đặc biệt như vậy. Có ý niệm phân biệt thì dẫn đến phân ly, mà phân ly là có đấu tranh, là sao? Là có phân biệt rằng dân tôi là dân Việt, dân kia là dân Tàu, biển này là biển Đông, hải phận của tôi phải đến đâu, hải phận của Tàu phải đến đâu, mà cái hải phận của Tàu mà Tàu xài cái con đường đường lưỡi bò đó là Tàu đã xâm phạm cái hải phận của tôi, xâm phạm biên giới của lãnh hải của tôi, xâm hại cái quyền lợi của đất nước và dân tộc tôi. Có nghĩa là từ cái phân biệt nó dẫn đến cái phân ly, và từ phân ly nó dẫn đến đấu tranh, và từ đấu tranh nó dẫn đến sự tan nát, dẫn đến can qua chiến tranh khói lửa mịt mù nha. Nhớ cho nó, cái tưởng nó lớn chuyện lắm quý vị. Tại sao mình chọn A mà không chọn B? Mua nhà, cưới người, mua đồ đều là tưởng hết, nhớ nha. Và chính vì cái tưởng đó, nó mới dẫn đến cái chuyện là thích cái này thích cái kia. Cho nên trong đời sống của mình là hành trình của tưởng, của các ấn tượng, của các kinh nghiệm. Và tu hành là mình giải quyết cái tưởng, nhưng có kỹ gì hết. Hôm qua tôi nói có ba cái tưởng, nhớ không? Dục tưởng là các ấn tượng của ta về năm dục vật chất, thiền tưởng là ấn tượng của các hành giả trên các đề mục, quán tưởng là cái ấn tượng buổi đầu tạm thời của hành giả tứ niệm xứ, để rồi từng bước bóc tách lột bỏ cái khía cạnh, cái lớp vỏ ấn tượng đó đi, để rồi đi sâu đi xa vào trong thế giới bản chất. Bởi vì tôi nói rồi, thế giới này có hai cái góc nhìn, một là góc nhìn thông qua hiện tượng, và thứ hai là góc nhìn xuyên qua bản chất. Nhớ nha, thế giới hiện tượng và thế giới bản chất, đa phần của chúng ta, không phải đa phần mà là 99,9% chúng sinh trong đời này thì chỉ sống ở trong thế giới hiện tượng thôi, chứ chúng ta không có đủ sức và thậm chí cũng không có nhu cầu để mình tìm hiểu về cái thế giới bản chất. Mà anh muốn giải thoát khỏi cái thế giới này, giải thoát khỏi sanh tử, thì anh phải hiểu, anh phải thông qua thế giới hiện tượng để tìm đến thế giới bản chất, và từ đó anh chán bỏ cả hai, nhớ nhanh mới được giải thoát. Còn nếu không, anh còn bị dính mắc, bị mắc miếu ở trong hai cái đó, anh ra anh không có thoát nổi nha. Đã. Rồi tưởng xong rồi tới các lậu hoặc. Hôm qua tôi nói là lậu hoặc qua giảng rồi, thôi giờ mệt không giảng nữa, để bây giờ bản qua kinh khác. Nhưng mà các vị nói là có một kinh này giảng hoài mệt, mà tôi cũng chán cái kinh này rồi nha, quý lắm mê lắm nhưng cứ giảng hoài. Tới các lậu hoặc cũng vậy, lậu hoặc ở đây là trong đời sống của chúng ta đó, người Việt Nam mà không có học đạo á, thì nghe chữ lậu hoặc là khó chịu lắm, nghe nó lạ lùng lắm, nghe nó những cái họ mình không biết, mà nó trời ơi trong kinh nó có gì chuyện trên mây không à. Nhưng mà sai, toàn bộ cái bài kinh này các vị nghe kỹ, từ mấy ngày nay nguyên cái tuần nay tôi dành thời gian tôi giảng cái kinh này đó, toàn là mấy bài kinh này mới đọc thì nó khô thiệt, thấy nó tối thui thiệt, nó xa lạ thiệt. Nhưng tới hồi mình phanh vui nó ra, nó chính là vấn đề của từng người trong chúng ta, trong từng giây từng phút, từng giây từng phút.
Tất cả vấn đề này như nói về lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc ở đây ngài không có nói thành bốn lậu như chỗ khác, mà ở đây ngài nói có ba thôi, đó là dục lậu hoặc, dục lậu, sắc lậu và vô sắc lậu, có nghĩa là tứ lậu ở trong ba cõi. Có nghĩa là ở cõi nào người ta cũng có những cái đam mê và có cái hiểu lầm, do cái hiểu lầm nó mới tiếp tục đam mê, và do có cái đam mê nó mới có cái hiểu lầm. Cõi nào cũng vậy trơn, thì cái gọi là tứ lậu gom gọn là nó có hai thôi, đam mê và hiểu lầm hết. Tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, gom chung là chỉ có hai thôi, một là đam mê, hai là hiểu lầm. Mà hiểu lầm này á, là nó là gốc, nó là nó hổ tương cho cái đam mê, mà đam mê nó lại hổ tương cho cái hiểu lầm. Rồi như vậy thì do hiểu lầm trong thế giới dục dục của vật chất, người ta tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác để mà lui tới quẩn quanh trong cõi dục, vì hiểu lầm rằng các cái tầng thiền định là cái cứu cánh, là chốn về an vui tuyệt đối, cho nên người ta đã đam mê nó và cuối cùng cũng quẩn quanh trong nó. Và trong một bài kinh mà tôi đã giảng rồi, ở trong Tăng Chi, trong Tăng Chi phần bốn chi đó, trong đó Đức Phật dạy rất rõ. Này các tỳ kheo, có một cái điểm khác biệt rất lớn giữa đệ tử Như Lai và những người không phải đệ tử Như Lai. Đó là những người không phải đệ tử Như Lai, một là họ chìm sâu trong thế giới hưởng thụ của năm dục sắc thinh khí vị sống, trong khi đệ tử Như Lai có thể tiếp tục sống giữa năm dục nhưng mà họ chán sợ năm dục. Từ chán sợ đó họ được giải thoát, từ chán sợ đó họ tu tập Bát Chánh Đạo để giải thoát. Trường hợp thứ hai là có những người biết chán sợ năm dục, biết coi rẻ nó, biết coi nhẹ nó để mà hướng đến đời sống thiền định, nhưng mà vì họ không học được cái Phật pháp, cho nên khi mà họ được tí ti gì trong thế giới thiền định là họ đam mê, đắc được cái sơ thiền là chết mê chết mệt trong cái sơ thiền. Chưa kể sơ thiền, mà dưới sơ thiền chỉ cần mình ngồi thiền mà mình lắng tâm, mình theo dõi hơi thở ra vào biết rõ, đi đứng nằm ngồi biết rõ. Tôi hứa với các vị, bảo đảm với các vị, nếu mà các vị sinh hoạt trong chánh niệm khi không có chuyện gì để làm thì ngồi yên lại theo dõi hơi thở, nếu mà các vị lắng tâm như vậy trong một ngày, hai ngày, ba ngày, vì an lạc ghê lắm, an lạc gớm. Đó là nói về bên thiền quán, còn bên thiền chỉ khi mình tập trung như vậy đó, các vị sẽ được những cái cảm giác mà mình xưa giờ mình chưa từng có. Đó là cảm giác mát lạnh, cảm giác mát lạnh nó rần rần nó chạy từ cái đốt xương cục của nó chạy lên tới óc, mà nó rần rần mà nó mát lạnh từng cơn từng cơn. Có người họ cảm giác giống như là sóng biển, có người họ cảm giác giống sóng biển đang đánh người mình, nó đã cho đó. Buổi trưa hè mà sóng biển từng cơn sóng mát nó vỗ vào lưng của mình, có người họ có cảm giác giống như người nó nhẹ, nó không còn trọng lượng nữa, gớm như vậy. Hoặc tùy căn duyên, có người họ lại thấy làm như họ có phát sáng vậy đó quý vị, phát sáng, họ lắng tâm vậy nè, họ có cảm giác giống như họ là một cái cục sắt, xưa giờ nó là cục sắt, rồi bây giờ nó đưa nó vào trong một cái nhiệt độ nào nó, thì cục sắt nó nhẹ đi, nó nhẹ đi, sắt rồi đốt nóng thì nó nhẹ đi nha. Họ cảm giác giống như là họ rũ bỏ bao nhiêu gánh nặng trần ai, để bây giờ người nó nhẹ nhàng, nó bay bổng trong một trạng thái không trọng lượng, gớm như vậy. Cho nên tùy người, có người họ cảm giác mát mẻ từng cơn, có người cảm giác nhẹ bổng, có người cảm giác là phát quang, rồi cứ vậy là mê, cứ ăn rồi cứ cứ chờ tới cứ thu xếp chuyện nhà xong rồi chạy vô góc ngồi xếp bằng để tìm cảm giác đó. Rồi họ cứ tưởng như là họ tinh tấn tu hành, trong khi họ không hề biết rằng họ đã bị lụy rồi. Họ trên đường, trên cái hành trình vạn lý, họ đã bị chết dọc đường vì mãi mê hái hoa bắt bướm, mà họ không biết. Họ chỉ biết rằng họ đang có mặt trên đường thì họ khá hơn mấy đứa ở nhà đang bắn bi, đang đánh đáo, đang tắm sông hái trái, mà bây giờ họ đang là những người có mặt trên đường. Họ tưởng họ hay mà quên, họ quên rằng họ không có là những đứa trẻ bắn bi đánh đáo tắm sông hái trái nắng đất như mấy đứa ở nhà, đúng hơn tụi nó được. Họ là những đứa trẻ dám đi trên đường vạn lý để tìm về một tương lai, một phía trước của người lớn trúng. Nhưng mà họ quên rằng ngay tại đây và bây giờ trên quãng đời đoạn đường này, họ đang lụy vì những con ong con bướm, lụy vì những cái thứ gọi là của đường xa xứ lạ mà họ không biết. Mà trong khi đó cái mục đích của cái hành trình này không phải là hoa bướm trên đường, phải, mà là đến đến đằng kia kìa, nhưng mà họ chết ngay trên đường, tôi biết không? Ngài nói đó là những điểm khác biệt lớn của người đệ tử ngài mà không phải đệ tử ngài. Ngài nói đệ tử của ngài giàu sống trong năm dục thì vẫn chán sợ năm dục, và lấy cái chán sợ đó làm cái giàn phóng, làm cái giàn phóng, và lấy năm quyền làm cái helium,
làm cái nhiên liệu để mà vọt ra khỏi cái quỹ đạo sinh tử nha. Rồi khi đệ tử ngài mà tu thiền, họ cũng chỉ coi thiền nó là định học trong tam học thôi, giới định tuệ đó, giới học định học. Người đệ tử ngài có đắc tới cái giống gì đi nữa thì đệ tử của ngài vẫn coi thiền là phương tiện để vọt ra ngoài quỹ đạo thôi, còn nó là hệ điểm thôi nha. Trong khi đó cái người phải đệ tử ngài nó được cái gì, nó chết trong nó đụng đâu chết đó, nó giống như mấy con ruồi mà bị dính trong mật ong vậy đó. Đụng là dính, nó chạm vô là dính, đụng vô là dính, mà nó dính là nó chết. À, kẻ phàm phu, cho nên cái chữ sắp tá nó hay lắm, gì biết không, chữ chúng sinh, chữ hữu tình nó từ chữ sắp tá. Sắp tá là cái gọi là one who have for his personality, cái kẻ mà có một cái cá tính, một cái nhân cách riêng nha. Cái hữu tình là cái một cái đơn vị, một cái cá thể trong trời đất mà nó có cái nhân cách, có cái cá tính riêng, người ta gọi là hữu tình. Nhưng mà cái chữ sắp tá nó còn có nghĩa nên là dính, còn có nghĩa là cái này nó hay lắm, xuất sắc lắm, là dính. Dính là sao ta? Con mắt của mình luôn luôn trong cái tình trạng kiếm cái gì để nhìn mà nó thấy mà đẹp là nó bị kẹt trong đó. Lỗ tai mình thấy mình nhắm mắt vậy nè, mình đang nhắm mắt nhưng mà nó trong cái tình trạng tổng động viên, có nghĩa là nó luôn luôn trong tình trạng lắng nghe cái gì đó. Mà chỉ cần cái đó mà hay một cái rồi là nó dính theo kiểu hay, mà chỉ cần cái đó mà làm cho nó bực mình thì nó dính thì cái bực mình. Có nghĩa là khi mà mình các vị thấy cái gì đó mà các vị khởi lên cái các vị có một cái sự khó chịu, lúc đó các vị đang dính mà nó, rồi biết nói trong râm hiểu. Nó khổ chỗ là mình nhìn mình nói mà mình không thấy mặt, không biết cái người nghe không có hiểu gì không. Dính cái này nó có hai nghĩa, không có phải dính là thích với là dính, mà khi trong khi người ta người tu á, cái người mà tu attach, đúng attach thì nếu mà hiểu theo nghĩa từ điển nghĩa là phải tham attachment, không phải. Mà khi anh ghét cũng là attachment, ghét cũng là kiểu dính mắt, chứ không có phải là thích mới là dính mắt nha. Bởi tôi nhớ có một cái thằng đệ tử nào hỏi sư phụ, sư phụ ơi, người cái này phải tiếng Mỹ nó hay tiếng Việt Nam, sư phụ ơi, người tu có được bị xài email không? Thì sư phụ tính này, sư phụ nói hoàn toàn được, không, until you have an attachment. Cái câu nó hay quá. Ông thầy nói ok, that's ok, until you have an attachment. Cái attachment nó có hai nghĩa, một là attachment là cái file mà nó đính kèm, nó đính kèm với cái khổ ở trong rồi. Mình biết attachment mà ở trong cái email không ta, mình gửi mình kèm attachment theo đó. Nhưng mà attachment này nó còn nghĩa là dính mắc. Cho nên thằng học trò nói sư phụ ơi, mình tu mình có được quyền xài email không? Thì sư phụ ông nói được chứ con, nhưng mà until you have an attachment, nhưng mà cho đến khi nào mà con có cái lòng dính mắc là con phải stop ngay, stop tất cả. Hoặc cái câu cũng có nghĩa là con là người tu, con cũng kẹt kẹt email được, nhưng mà email gọn nhẹ thôi. Nhưng mà cái chữ attachment nó hay quá đi nha. Cho nên cái chữ sắp ta có nghĩa là dính. Dính là sao? Có nghĩa là chỉ cho đa phần chúng sanh khi mà không phải là thánh nhân đó, thì mình luôn luôn trong tình trạng chờ để dính. Dính trong hai cách, dính vì ghét, dính vì thích. Và sáu căn của mình luôn luôn trong tình trạng tổng động viên, các vị biết không? Tổng động viên. Và khi đứa nào làm việc thì mấy đứa khác trong tình trạng tổng trừ bị, nó ác vậy đó. Có nghĩa là sáu căn không thể cùng lúc làm việc, nhưng mà khi con mắt nó đang mê cái gì đó là lỗ tai nó đang chực chờ anh xong rồi tới thiện tôi rồi nha, theo trong ai thì làm giải thích như vậy. Là sáu căn nó dặn nhau như vậy đó. Khi lỗ mũi đang ta thích một cái mùi gì đó là lỗ tai nó dặn anh ngửi xong rồi tới tôi hết nha, tới tôi làm việc đó. Để lúc đó con mắt nó cũng dặn tôi nữa nha, là mấy anh mà quẩn là tôi nhào vô. Cho nên ở trong kinh nữa, trong kinh Đức Phật dạy này các vị kheo, nếu mà các người đem con cá, con chim, con trồn, con cáo, con rắn, con rít mà bỏ chung vô một chỗ đó, mà chỉ cần có cơ hội thì con cá sẽ tìm về nước, con chim sẽ tìm lên trời, trồn, cáo, rắn, rít sẽ tìm về lùm bụi hang hố. Cái ví dụ đó hay quá sức, hay quá. Tức là đem nhốt mấy con này vào một chỗ mà con cáo nó cứ chực chờ có cơ hội là nó tìm về nước, con chim nó cứ bay về trời, nó vỗ cánh nó bay đi về trời, và chồn cáo rắn rít nó cứ tìm về hang hốc lùm bụi cũng vậy. Sáu căn luôn luôn trong tình trạng là chực chờ để đi, cứ tìm về một cái trần nào đó trong sáu trần, quý vị biết không? Cho nên chúng sanh phàm phu được gọi là sắp tác, nghĩa là mấy cái đứa mà ăn rồi canh me để chờ dính. Canh me nó giờ dính người ta gọi là sắp tá, hay lắm. Người ăn lại chờ dính, đấy, chờ dính, mắt nó dính này, lỗ tai dính cái kia. Mà dính có hai cách, dính là vì nó ghét,
nó ghét, nó dính bằng cách là nó ghét, nó dính bằng cách là nó thích, xuất sắc lắm. Phật pháp mà không chịu học, Phật pháp mà chịu học thì khi mình học Phật pháp mà học cho đã, tới tới nơi nó lớn chuyện lắm nha, lớn chuyện lắm. Bây giờ tiếp theo là mình học về cái lậu hoặc á, tức là lậu hoặc. Ngài dạy rằng tứ lậu ở trong ba cõi, tức là cái anh ở cõi dục thì anh có cái, anh có cái đam mê và có cái ngộ nhận của anh cõi dục. Cái anh mà anh mê thiền sắc giới thì anh có cái đam mê và có cái ngộ nhận trong thiền sắc giới. Cái anh khá hơn là anh chán được cái sắc giới, anh lên cái thiền vô sắc, anh lại tiếp tục có cái đam mê và có cái hiểu lầm ở trong cái thiền vô sắc giới. Thì ba cái đó cộng lại được gọi là lậu, gọi là ba thứ lậu hoặc. Lậu hoặc dục giới, lậu hoặc sắc giới và lậu hoặc vô sắc giới. Muốn mà ngày nào còn ba thứ lậu hoặc này thì ngày đó anh còn sinh tử. Và sẵn đây tôi nói luôn, anh có đi về cái cõi nào mà nó cao siêu bằng trời đi, cõi cao nhất, thì hết tuổi thọ anh cũng sẽ rớt trở về cái chỗ thấp nhất. Anh nhớ dùm tôi cái đó nha. Cái Đức Phật không hề nói xấu thế giới, thế gian này. Ngài không có nói thế gian này là máu lệ, mà Ngài chỉ nói là không có bền thôi. Ngài nói không có bền, khổ cỡ nào thì nó cũng phải có lúc nó phai phôi đấy. Mà sướng cỡ nào cũng phải có lúc nó nhạt nhòa. Phai phôi và nhạt nhòa nó chính là cái bản chất của thế giới. Và cái cuối cùng ngày hôm qua tôi có nói, mà tôi tiếc cái tôi giảng đông rưng này có uổng lắm không. Nhiều khi tôi muốn giảng cho từng cá nhân, bởi tôi muốn nhìn cái mặt của họ, họ có hiểu không. Đó chính là ý nghĩa cao nhất và duy nhất, ý nghĩa cao nhất và duy nhất của Phật pháp chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của mọi hình thức hiện hữu. Cái câu nghe rất là kỳ, kỳ lắm, nhưng mà buồn thay nó là sự thật, nó là sự thật nha. Tôi nhắc lại, cái ý nghĩa cao nhất và duy nhất của pháp chính là một ngày nào đó ta thấy ra sự vô nghĩa của mọi hình thức hiện hữu. Dù anh có là Phạm Thiên, là Đế Thích, là Chuyển Lưng Vương, là một bậc thánh, even một bậc thánh nha, một bậc thánh, hay là một con ruồi, một con gián, một con dồi, một con bọ, một con ong, một cái kiến gì đó, thì mọi hình thức hiện hữu đều được vô nghĩa. Chẳng qua thánh nhân là cái người đã đi hết đoạn đường sanh tử, bây giờ các ngài chỉ chờ cái hơi thở tàn là các ngài vẫy tay vĩnh biệt, chỉ vậy thôi. Chứ còn trong những ngày tháng mà làm thánh mà lay lắt chờ chết có gì vui hết, các vị có biết không? Nghĩ tới đó nó chán lắm. Cho nên bên Nam truyền khác, Bắc truyền một điểm. Bắc truyền là tôi không có nói đến đây bằng cái ý thức chia rẽ bè phái phá hoại cái khối đại đoàn kết dân tộc tôn giáo có nha. Để tôi đang từng tí nói về học thuật. Các tổ mà bày ra cái chuyện mà coi như đắc la hán rồi rồi có thể là trở thành bồ tát để mà hành Phật đạo rồi sau cùng trở thành Phật, đó là bên Bắc truyền. Chứ bên theo tinh thần Nam truyền, một cái người mà họ đã đắc tu đầu quần rồi đó, họ gặp phải khẩu quyền lại từ xa đó, nhưng mà kêu họ mà phát gọi là bồ đề tâm để trở thành Phật, họ lạnh xương sống lắm. Vì sao? Họ kính Phật là vì tám lý do. Thứ nhất là Phật là đạo sư của họ, không có Phật thì cái đạo quả của mình làm gì có. Phật dạy cho mình mà, không phải Phật trao, mà Phật dạy và hướng dẫn cho mình. Nhờ Phật của mình không còn sanh tử, cái ơn nó là lớn lắm, lớn là không có trời thể nào giúp cho hết. Cho nên vì nghĩ cái ơn đó, họ lạy Phật một cái. Họ lạy Phật một cái nữa là bởi vì Phật có những đức lành mà bản thân họ là hàng tinh văn họ không có. Lạy thêm một cái. Họ lạy một cái nữa là cái gì Phật cũng có, Phật cũng biết mà Phật không dính mắc trong đó. Họ lạy thêm một cái nữa mà cứ quẩn quẩn là cái lạy riết. Nhưng mà hỏi nhỏ họ một câu muốn thành Phật không, họ lắc đầu cái đẹp. Tại sao? Là bởi vì họ thấy rất rõ là cái quá trình mà sinh tử nó cực quá. Cái chuyện nó không phải là cái ngán, mà cái ngán là nó vô nghĩa. Nó giống như đóng kịch vậy đó. Kiếp thì làm cha người đó, kiếp làm chồng, kiếp làm con, kiếp làm em mà đau tới đau lui để mà quân tu các cái hạnh lành. Khi một ngày nào đó công viên quả mãn trở thành một vị Phật tổ rồi thì sao? Khi mà thành Phật ngay như cái bồ đề là ngày ê chè ngạo cái muốn mà làm cái gì nữa hết, thì có người Phạm Thiên xuống thỉnh ngài, thì ngài đi thì hoằng pháp vì cái đại nguyện xưa thành Phật thì đi độ sanh. Chứ còn phải nói đó, cái nhiệt huyết của cái lúc mà sơ phát bồ đề tâm cho tới cái lúc mà ngài dùng cái lòng đại bi mà đi độ chúng sanh, nó khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa thì còn bao nhiêu cái tâm huyết hừng hực, còn bây giờ là chỉ vì cái lòng đại bi thì ngài đã qua bên bờ sanh tử, thì ngài thấy cái đám này nó lôi nhôi lóc nhóc này tội nghiệp, bây giờ ngài không có thò tay thì ai độ đây, thì thôi ngài ráng ngài trụ thế thêm mớ năm nữa ngài giúp. Chứ còn ngài không có được cái gì ở trong cái chuyện độ sanh hết, nó nản lắm cái gì biết không. Coi kỹ đời Phật á, ngày không có gì, ngày vui, ngày ăn, ngày ăn, ngày thở, ngày đi, ngày đứng,
hoàn toàn là theo cái kiểu sống của một vị tu sĩ không nhà, mà ngài bỏ hết, ngài đi tu ngay lúc còn phàm, nó bỏ hết rồi, thì khi thành Phật rồi ngài được cái gì? Cả vũ trụ mà quỳ lại với chân ngài, hôn chân ngài, ngài được cái gì? Mỗi ngày ngài phải ăn, phải uống, phải đi, phải đứng, phải tắm, phải rửa, nó mệt quá đi. Rồi càng lớn tuổi nó cũng đau mỏi, cũng tê nhất, cũng nóng, cũng lạnh vậy, mệt quá đi nha. Trong khi nhiều kinh nói nhiều khi ngày mỏi mệt quá đó, cái ngày nhập thiền, nhập định cho nó giống như tìm quên ít lâu vậy đó, từ một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày vậy đó. Và trong kinh kể năm 80 tuổi trước lúc niết bàn không có lâu, một buổi chiều đó sau khi mà ngày xả thiền ra, thì trong kinh dịch nó là palakilano, tức là một cái cơn gọi là đau và đau xé mây đó, nó xuất hiện trong cái thâm thân của ngài, đau lắm. Mà cái đau đó có thể dẫn đến cái chết, nếu mà ở cái xác phàm là chết rồi đó, nó giật là chết liền đó. Nhưng mà với một cái khả năng mà của một vị Phật đó, thì ngài dùng thiền định, ngài chặn lại và ngài suy nghĩ, ta không nên đi ngay trong chiều nay, khi mà ta chưa có từ giả chúng tỷ kheo, ta bậc đạo sư chỗ dựa của muôn loài của tứ chúng, ta để ra đi đột ngột như thế này, chứ phải như mình là ngày ham đám ma lớn rồi ngày cù cưa cú cứa rồi chờ do có điều kiện thì chỗ đàng hoàng người ta cũng thải đâu quý vị. Nếu mà ngày ham đám ma lớn là ngày đã về chỗ khác, chứ về của Sinhara, cái chuyện mà chiều nay ngày không có đi liền là vì ngày thương cái đám ở lại, chứ còn không có gì ngày vui hết trơn á. Cho nên một vị tu đồ quần hiểu rất rõ thế này, không có ai hành ba la mật mà chỉ có cái tấm lòng hành ba la mật. Như trong kinh đã nói, không có ai chịu khổ mà chỉ có sự khổ, không có ai tạo khổ mà chỉ có nguyên nhân sanh khổ, không có ai giải thoát khổ mà chỉ có cứu cánh thoát khổ, không có ai tu tập con đường thoát khổ mà chỉ có con đường thoát khổ. Đó là định nghĩa sâu sắc nhất của Phật giáo về cái tứ diệu đế. Chứ nếu không thì mình cứ tưởng là có khổ đế là phải có đứa chịu khổ, có tập đế là phải có đứa tạo ra khổ, có diệt đế niết bàn là phải có cái đứa nó chứng niết bàn, rồi có đạo đế là con đường nó khổ, phải có cái đứa nó tu cái con đường đó, chẳng lẽ không có đứa nào tu hết, chỉ có cái danh sắc nối đuôi nhau thôi nha. Cho nên có một cái ngộ nhận cực lớn ở đây, có nghĩa là nhiều người tu tứ niệm xứ mà không học giáo lý, cho nên họ đi tu toàn là bằng cái tôi, không phải vô chùa giác nguyên cái tôi to đùng vô trong cái thiền viện mà tu. Bữa nay tôi có chánh niệm tốt hơn tôi ngày hôm qua nha, tôi bữa nay tôi nhịn tốt hơn tôi lúc chưa vào thiền viện, tôi bữa nay tôi ngồi lâu hơn tôi tháng trước, cái là giác mình cái tôi to đùng như vậy vào trong thiền viện. Tôi hỏi cái vị tưởng tượng, cái thiền viện nó có chừng 100 mét vuông mà mỗi em giác một cái tôi 50 tấn thì nhát ngã nào mà cho nó lọt. Cho nên phàm phu mình có ngồi thiền có này nọ, chứ còn cái khả năng mà bùng nổ mà chiến tranh cực lớn là bởi vì sao? Vì ngay trong thiền viện là nó đã giác cái tôi to đùng vào trong đó, mà cái tôi này nó cọ quẹt và chạm với cái tôi kia mà tránh là không có xảy ra cái sự mà va chạm thì hình như hơi khó nha, hơi khó. Cho nên nó là lẽ ra hành giả phải nhớ cái này, không hề có ai khổ chỉ có sự khổ, không có ai tạo ra khổ chỉ có nguyên nhân tạo khổ, không ai thoát khổ chỉ có cứu cánh hết khổ, không hề có ai tu đường thoát khổ chỉ có con đường thoát khổ. Đọc như là thần chú, đọc cái đó nó còn hay hơn là đọc ba cái chú trời ơi đất hỡi. Đọc mà tôi ớn nhất là ba cái vụ mà lễ bái tam bảo rồi sinh quay lực chi thiên chi Phật gia hộ, tôi ớn quá đi. Tôi thầy chùa không tóc nhưng mà sao tôi không có khoái khấn ba cái đó, mà tôi chỉ khoái đọc mấy cái gì mà nó giúp cho cái lòng nó nhẹ đi. Mà cái đó đúng là cái pháp nhũ Phật thân, đó là đúng là cái mà Phật muốn mình nhớ mình học đó, mình giữ trong lòng, chứ Phật không có muốn mình mà cứ réo ngài rồi cầu khấn tùm lum hết trơn. Con lạy Phật ba đời, con lạy Pháp ba đời, con lạy Tăng ba đời, con lạy chư thiên long thần hộ pháp, đế thích tứ đại thiên vương phạm thiên vô tưởng hữu tưởng hữu sắc vô sắc, nhận được quý báu này chứng chi tấm lòng con hộ trì cho con gia đạo bình duyên viên tình yên như ý tùm lum đó. Tôi thấy tôi mệt quá nha, thật ra nó là phải đọc mấy câu kia, vạn pháp do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi đó, đọc mấy cái đó đó rồi càng đọc cái lòng nó nhẹ đi nhiều lắm, nghe biết không? Mà trong vô số kiếp chúng ta không có dịp để đọc, để hiểu, để hành trì mấy cái câu đó. Bây giờ mình có duyên mình để đọc được, nghe được, hiểu được, hành trì được, thì đây là cái cơ hội bằng kim cương, các biết không? Không phải bằng vàng đâu nha. Mà nó xui thế này, tùy thuộc vào cái vốn liếng, cái hành trang tâm thức của chúng ta mà chúng ta nghe mấy cái này, chúng ta có nghe nổi không?
Tôi ngồi giảng mà tôi còn nghe được tiếng ngay các vị trung tâm nghe được, chứ không phải nghe được, nghe bằng cái tâm ấy, chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Nghe chứ, nghe tiếng quý vị đang ngay, bởi vì nó buồn ngủ dữ lắm, nghe cái này buồn ngủ dữ lắm nha. Nghe được cái tiếng ngay của quý vị đó mà ta kệ. Rồi tiếp theo, muốn trong 6 cái thể tài mình vừa nhắc ở đây thì tất cả thể tài nó đều có một số điểm chung, đó là cái nào trong 6 thể tài này cũng đều là một diện mạo của thế giới, một góc trong cái viên kim cương 6 cạnh nha. Và từng thứ trong 6 thứ này chính là cái cõi trầm luân sanh tử của chúng ta. Cũng kết thúc nó chỉ có một con đường duy nhất, đó là bát chánh đạo nha. Bát chánh đạo, bát chánh đạo là một tên gọi tắt của một cách nói dài của tam học. Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới học, còn lại là tuệ học, nó còn lại là định học, nhớ nha. Thì đó gọi là tam học. Rồi tiếp theo tới là nghiệp, rất là sâu, đề tài này rất là sâu. Bây giờ mình nãy giờ ôm, bây giờ mới học qua cái mới này. Nghiệp là gì? Ở trên mình giảng về tưởng, tôi xin thưa bà con, đây là lần đầu tiên mà, chắc hồi đó có đọc không để ý, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi nhớ được cái chữ vô hà ra quê quê Bắc Căn khi người định nghĩa về tưởng. Cái chữ tưởng này chính Đức Thế Tôn mà dùng cái chữ vô hà ra quê Bắc Căn, có nghĩa là tưởng ở đây tức là cái ấn tượng tâm lý của chúng ta dựa trên những cái giá trị mặc ước, mặc định, ước lệ, là quy vô hà ra. Định nghĩa nó xuất sắc, rất là hiện đại, cực kỳ hiện đại. Một cái định nghĩa mà phải nói nó, phải nói là nó mới tinh, nghe cả mùi hồ chưa có gọi là bóc tem, mặc dù đã được thuyết giảng cách đây 26 thế kỷ nha. Bây giờ mình học qua nghiệp. Đó, nghiệp là gì? Ở đây chính chỗ này ngài định nghĩa nghiệp tức là sự cố ý, sự cố ý, sự đầu tư của ý thức thì gọi là nghiệp, sự đầu tư của ý thức gọi là nghiệp nha. Cũng một việc làm giống nhau nhưng có kẻ thực hiện điều ấy bằng một cái chủ ý bất thiện thì đó gọi là ác nghiệp. Cũng một việc làm y chang như vậy nhưng được thực hiện bằng cái tâm lành, bằng cái chủ ý lành thì cái việc ấy được gọi là thiện nghiệp. Biết đông râm có hiểu không ta? Có hiểu không? Cùng một việc làm giống nhau nhưng mà ai làm với cái chủ ý thiện á thì cái đó được gọi là thiện nghiệp. Cũng một việc làm y chang như vậy đó mà được thực hiện bằng cái chủ ý bất thiện nha. Thì tôi đang suy nghĩ có nên ví dụ hay không. Có rất nhiều việc lắm. Ví dụ như bây giờ tôi nói nhẹ nè, có nhiều người họ cũng làm diện hay ho đó, nhưng mà họ làm để mà được ghi điểm, làm để mà lấy lòng. Nó khác với cái chuyện mà mình làm vì cái lòng vị tha, làm để giúp đỡ người khác nha. Tôi biết ở Mỹ có cái anh Phật tử, anh vui lắm. Bình thường anh gặp mấy sư anh không có chào, anh nói chuyện người ta đâu sẵn giống như là lung anh vậy đó. Mà cứ canh mỗi lần mà lễ mà có, tôi nói quịch tẹt ra luôn, làm lễ mà có đông người, mà đặc biệt là có phụ nữ rồi có mấy cô áo dài lên mà cúng giường này, nó rót nước chân khăn gì đó là bắt đầu có ảnh. Anh mon men cái anh cúi đầu, anh cúi sát, dạ sư cần cái chi. Mà trên đời không có cái gì bậy cho bằng cái chai nước suối của người ta mà thò tay dặn nắp, tôi ghét cái đó vô cùng. Cái gì biết không? Các vị mời nước một người Mỹ đó, không nên làm việc đó. Đưa họ cái lon nước đừng có khui, đưa họ cái chai nước đừng có mở nắp, vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là vì cái lý do an toàn, người ta muốn uống cái gì là do chính người ta mở nắp, có cái dấu siêu ở trong cái chai và trong cái lon đó, khi mình mở thì mình ta biết mình bỏ cái gì trong đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giả sử như người ta không muốn uống thì cái chai đó, cái lon đó nó còn nguyên, nó có thể giữ lại được nha. Mà đằng này cứ có mặt ảnh là bao nhiêu chai nước của mấy sư là anh mở nắp hết á. Anh kiếm những cái việc tào lao nhất để anh làm. Ví dụ như anh dầm dầm cái dĩa, cái mâm mấy sư, anh thấy mấy cô đông quá không biết làm gì, anh lấy ta anh dời cái dĩa từ đây, anh xích qua đây 2 cm, anh kéo trở lại 1 cm, anh đẩy cái tô lên 2 cm, anh kéo lại 1 cm, mà mình ăn không yên ảnh. Anh cứ teo tới kéo lui, mình nói được rồi anh ơi, được rồi, mà anh cấm chịu thôi, không để con phục vụ cho quý sư. Anh kêu mà mấy cô mà đi mất một cái rồi là ảnh đi mất tiêu, mà chỉ cần anh nghe có cái mùi xoăn thánh là anh nhào vô anh phục vụ. Mà cho tới bây giờ chắc chết bờ chết bụi đâu tôi mới thấy nữa, mà tôi ghét vô cùng. Tôi thấy cái người cho nó gian quá gian. Cũng một cái việc đó thôi, nhưng mà cái chủ ý của anh đó là cái gì? Yeah, cái chủ ý là cái gì? Cái chủ ý của anh đó là thiện thì nó là nghiệp thiện, mà chủ ý của anh đó là bất thiện thì cái việc làm đó là nghiệp bất thiện nha. Yeah, nhớ cái này rất là quan trọng nha. Thì ở đây các vị thấy đầu tiên ngài nói là ngài giải thích cho mình biết về nghiệp. Nghiệp thì nó có nhiều loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp đưa đến cõi dục, đưa đến cõi sắc, đưa đến cõi vô sắc, nghiệp hỗ trợ cho đường giải thoát.
Rồi thứ hai là ngài nói cái, quên ở đây có chữ sanh khởi. Thế nào này các tỳ kheo là nghiệp sanh khởi? Chữ sanh khởi ở đây phải hiểu là tập khởi. Mà tôi không hiểu vì sao mà chỗ này ngài lại xài chữ sanh khởi, chứ đúng là trong cái Pali chỗ này nó là cái samudaya, là apatti, nó có nghĩa là cái điểm bắt đầu, nguyên nhân, là cái tập khởi. Cái tập khởi của nghiệp là gì? Là xúc. Ngày trước tôi đọc cái này tôi khó chịu lắm, cái chỗ sao cái xúc được nhắc tới nhắc lui hoài vậy ta. Nhưng mà không, bây giờ già thấy cao siêu, già thấy khi mình già thấy cái chỗ này cái chữ xúc được quá hay. Tôi nhắc lại, ngài chỉ đem cái chốt cửa này ngài nói thôi, đi ngủ nhớ cửa nẻo đàng hoàng nghe con. Tôi nhắc lại cái bản thân cái chốt cửa nó không có cái gì hết trơn, không ai chết vì cái chốt cửa mà không gà hết á, chưa có. Thì nhiều lắm là gió thổi đánh đùng đùng như thế, chứ không ai chết vì cái chốt cửa. Nói chết là vì những chuyện xảy ra đằng sau một cái cánh cửa chưa được gài chốt. Đó. Ta chết là vì những cái chuyện xảy ra đằng sau cái cánh cửa chưa được gài chốt. Chứ bản thân cái cánh cửa mà chưa gài chốt và chính cái chốt cửa ấy cũng không có phải là cái nguyên nhân gây chết người một cách trực tiếp đâu, thưa quý vị nha. Mà ở đây ngài nói cái gì, xong này ngài cũng nói kết thúc, mà ngài nói cái nguyên nhân đó là xúc. Ngài muốn nhấn mạnh cho mình thấy rằng thì ra cái tấm thân sanh tử này nó không có tội cái gì, biết không? Nó là quả sanh tử chứ không phải là nhân sanh tử. Cái tấm thân này nè, nó là quả. Bởi vì chính một vị Phật cũng có cái tấm thân này, cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng có tóc lông móng răng da thịt gân xương tiểu thận tim gan đàm mũi máu mồ hôi phấn nước tiểu y như mình vậy đó. Cái thân này nó chỉ là cái quả sanh tử, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là khi anh có nó, anh phải giải quyết những vấn đề liên quan tới nó. Và từ ấy anh đã vì nó mà anh tạo ra biết bao nhiêu là cái thứ nghiệp ác vô vàn, những tội lỗi. Các vị có nghe kịp không? Thì ở đây cái xúc cũng vậy thôi. Bản thân cái sự gặp gỡ của sáu căn sẽ là nó không có tội, nhưng mà người nhấn mạnh là nó không có tội. Nhưng mà con mà sơ ý một cái thì những vấn đề xảy ra đằng sau nó lớn chuyện gớm lắm nha. Hồi nãy tôi nói rồi, giữ giới là mình hỗ trợ điều kiện cho cái việc tu xúc, kiểm soát cái chữ giới, thiền định, sống chỗ thanh vắng là hỗ trợ cho sáu xúc làm việc có kiểm soát. Còn khi mình sống thất niệm là mình đang bỏ ngỏ sáu xúc, bỏ ngỏ sáu xúc. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Khi mà sống thất niệm, khi mà sống không có tuệ, không có tàm, không có quý, là chúng ta đang bỏ ngỏ sáu xúc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là con mắt nó muốn đi tìm cái gì để nó nhìn thì nó tìm, lỗ tai nó muốn nghe cái gì nó nghe, cái đầu muốn kiếm cái chuyện gì nó nghĩ thì nó nghĩ. Mà phàm phu mình có cái tập khí nhiều đời, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng tìm đến cái gì mà đó để mình thích hoặc là để mình ghét, luôn luôn là như vậy. Nên nhớ cái này rất là quan trọng. Do có thói quen nhiều đời sanh tử từ vô lượng kiếp, chúng ta luôn luôn có khuynh hướng, luôn luôn có khuynh hướng thích và ghét trong bất cứ cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Đó là khuynh hướng của phàm phu nha. Bởi mấy có cái chữ sắc tá là dính, cả ngày nó cứ kiếm chỗ để nó dính, cả ngày nó kiếm chỗ để nó dính. Rồi thì thứ nhất là phải biết nghiệp là gì. Người nói nghiệp chính là sự cố ý, là chủ ý trong hành động, nói, hành động, lời nói và suy tư. Thứ hai là cái điều kiện tạo ra các nghiệp là gì. Mình rất là hại, rất là ngỡ ngàng khi người nói đó là xúc, đó là xúc. Hiểu Phật pháp mình thấy sâu khi ngài có cái nói, ngài nói là ngài chọn cái chữ xúc. Ngài có nhiều cách nói, có nhiều cách nói lắm quý vị, có nhiều cách nói lắm. Cái tập khởi hay là nguyên nhân của tạo ra nghiệp hoàn toàn, mình có hoàn toàn mình có thể nói đó chính là do vô minh, không có sai. Bởi vì chính trong dấu lý duyên khởi ngài nói mà vô minh duyên cho hành, mà hành nó cái chi pháp của hành nó chính là nghiệp hữu chứ còn gì nữa. Hành tức là nghiệp, hành đó tâm sở tư đó. Nhưng mà ở đây ngài không nói hành mới ghê chứ, ngài đây ngài nói xúc. Là bởi ngài cho mình thấy rằng ngay ở trong cái sáu căn của con nó không có tội tình gì đó, ngay cái trong cái sáu căn không có tội tình này nè, nếu mà các con vụng tu á thì nó là cội nguồn của khổ nạn. Tôi khoái cái bây giờ nó bắt đầu tôi mê cái xúc của Đức Phật rồi đó, bắt đầu tôi mê rồi đó. Là ngay ở trong cái sáu căn của con, ngay trong cái sáu trần sáu căn này nó không có tội tình gì hết, nhưng rồi ngay trong cái sự hội ngộ tương phùng của 12 đứa đó, sáu này sáu kia đó, nó cũng có tội lỗi gì. Nhưng mà hãy cẩn thận, bởi vì chính cái chỗ mà tụi nó gặp nhau ấy mà con không niệm không tuệ đó hả, là con sẽ gọi là con đang gieo rắc vô vàn cái khổ nạn cho chính con, nhớ cái đó nha. Cho nên nói tới nghiệp là chuyện đầu tiên ngài nói rằng đó là cái con đường dẫn đến các nghiệp chính xúc.
tiếp theo. Ngài nói nghiệp sai biệt, cũng như là các thức nghiệp thì nó có nhiều loại. Nghiệp đưa đến địa ngục, nghiệp đưa đến bàn sanh, đến ngạ quỷ, đến thế giới loài người, đưa đến cảnh giới chư thiên. Đó, các vị thấy đây có kể không ta? À, rồi nghiệp, nghiệp trổ quả ngay đời này, nghiệp trổ quả đời sau, hoặc đời kế tiếp, hoặc nghiệp trổ quả đời sau sau nữa. Thì nói tới nghiệp thì nó nhiều lắm, nhiều cách nói. Thí dụ như thôi sẵn để nói luôn, tại sao gọi là sai biệt? Nghiệp nói theo khía cạnh sức mạnh, nói theo cái khía cạnh thời gian cho quả, khác nhau nhiều lắm. Thì nói theo cái sức mạnh nè, nghiệp gồm có bốn. Nói theo sức mạnh nè, trọng nghiệp, à, cái chỗ này cũng phải giảng. Trọng nghiệp là nghiệp thiện ác mà có cái sức mạnh lớn. Trọng nghiệp là nghiệp thiện ác và có sức mạnh lớn, mà sức mạnh lớn đó đó là nghiệp, khổ quá, là nghiệp thiện ác có cái sức mạnh lớn do ba cái điều kiện sau đây. Ba điều kiện sau đây là gì ta? Một là gì ta? Một là đối tượng tạo nghiệp. Một là đối tượng tạo nghiệp. Một là đối tượng tạo nghiệp. Hai đó là cái tâm trạng của cái người tạo nghiệp. Và thứ ba là cái nghiệp ấy cụ thể là việc gì, nó để lại cái hậu quả gì. Vì các vị nghe nói nè, nghiệp. Ví dụ như bây giờ là cái đối tượng mình tạo nghiệp ra, ví dụ như bây giờ cái đối tượng mà mình buông cái lời mà nguyền rủa đó lại là một người có đức độ, thì cái tội nó nặng hơn là một người không có đức độ. Thì cái đối tượng đây, cái đầu tiên là đối tượng nha, cũng chửi mà chửi người đức độ tội nặng hơn. Thứ hai là cái tâm trạng của người tạo nghiệp, có nghĩa là tâm trạng của người chửi. Lúc mình chửi đó là mình có cái thù hằn sâu nặng gì hay không, hay là do bực mình nhất thời rồi phun ra thôi. Hai cái này khác nhau. Thù hằn lâu ngày mà buông lời mà xúc phạm nhẹ như vậy, cái tội nó khác. Còn cái này do bực mình nhất thời mà mình phun ra câu nó hơi bất kính, nó hơi phạm thượng, thì cái tội nó khác nha. Cho nên nó này muốn gọi là trọng nghiệp, nó phải dựa trên ba điều kiện. Một là có đối tượng nó lạ. Rồi ngay cả một cái vá cơm, một miếng khoai, miếng chuối cúng dường cũng vậy. Nếu mình cúng dường cho người có đức độ thì cái phước nó lớn hơn là một người không có tu hành gì hết nha. Đó là một. Thứ hai, cũng cái trái khoai, cái trái chuối củ khoai đó mà mình, thứ nhất là cái đối tượng này nó mới nói rồi, đức độ thì mình làm mình cho người đức độ phước nhiều hơn. Còn thứ hai là cái tâm trạng của thí chủ, mình cho mà cái tâm hờ hững thì thấy đi ngang nhà thì không cho cũng kỳ, ra bẻ mấy trái chuối luyện vô bát rồi quay lưng đi vô, thì cái phước nó khác. Mà đằng này là mình với tất cả sự quan nghĩ vui vẻ ha, mình bẻ trái chuối, lựa mấy trái chuối ngon, mình ra mình để, mà mình để vô mình vui, mình đứng mình nhìn theo ông sư ngâm mát ông đi giữa cái buổi sáng trời mưa vậy, mình thương quý đi ăn mấy trái chuối này, thấy nó rẻ tiền chứ nó là sinh tố không đó. Chả bữa nay nếu mình đi không có cái gì đó mà nhờ ba trái chuối này là coi như chả đủ cái đạm để sống như một ngày rồi. Ví dụ như mình vui quá mình quay trở vô vậy đó, cái tâm của mình lúc đó là trọng nghiệp rồi. Tại vì lúc đó là mình làm với tất cả tấm lòng mà chỉ có ba trái chuối thôi, ba trái chuối thôi chứ có cái gì đâu, nhưng mà nó là bằng tất cả tấm lòng. Cho nên trọng nghiệp đây là chuyện đầu tiên, là cái đối tượng là ai, thứ hai là tâm trạng của cái người tạo nghiệp, và cái thứ ba là cái công việc đó cụ thể là công việc gì, nó để lại cái hậu quả gì. Ví dụ như bây giờ mình Việt Nam hay có màn đổ rác trộm, biết đâu rừng biết đó không ta, tức là mình cái canh khuya khuya cái mình lấy thùng rác mình qua nhà hàng xóm mình đổ. Mà thường ở đâu tôi biết, với Việt Nam nó thường mình đổ xong buổi sáng vậy rác còn nguyên, tại vì mình đổ bên nó cái anh nó qua đổ trở lại vậy đó, nó đổi cái loại rác thôi, đổi loại rác, tức là mình chỉ xả rác á, thì cái tội nó khác, nhưng mà mình phá hoại đó là cái tội nó khác. Rồi công đức cũng vậy, khi mà mình chỉ cho người ta một cái bữa ăn á, thì mình chỉ nghĩ ở đây là bữa ăn cho nó ăn no, thì nó đi đói rồi nghiệp cho bữa ăn thì cái phước nó khác. Nhưng nếu mà mình cho bữa ăn mà mình có cái ý là người ta nhờ bữa ăn này mà người ta có sức khỏe để mà người ta tu hành, để người ta phục vụ chúng sinh, thì công đức nó lại khác. Bởi vì cái công việc là việc gì, rồi cũng có số tiền đó, cũng có số tiền có 10 đồng bạc thôi, nhưng mà mình cố ý mình cho người ta uống thuốc, cho tiền uống thuốc, hoặc cho người ta 10 đồng đó để cho người ta có bữa ăn, hoặc lấy 10 đồng đó mình với cái ý là mình giúp cho người ta có một cái chỗ ở, có được bộ quần áo,
cũng số tiền 10 đồng đó mà mình giúp người ta là mình nghĩ bụng thôi, không biết nó có đủ hay không, nhưng mà trong bụng mình nghĩ thôi, mình nghĩ có số tiền này về đắp vô chút đỉnh nó mua được đôi dép, nó mua được bộ quần áo thôi, còn số tiền là thôi mình hùng được vài ba viên gạch cho cái công trình đó, trước sau chỉ có 10 đồng. Nhưng mà tùy thuộc vào cái chủ ý của mình, cái công việc đó công việc gì nha, công việc đó việc gì. Và trong kinh nói rằng đó là mình tu hành nó là có cần có ba phước, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là cái phước mà tạo ra vật chất, thì trong tất cả thì trong ba phước này nó chỉ tập trung trong ba của số 4 thôi. Đối với phước vật thì không có cái phước nào nó lớn hơn cái chuyện mình bố thí vật chất mà nhắm đến đối tượng tứ phương tăng nha. Tứ phương tăng là sao ta? Ví dụ như bây giờ mình nghèo quá, mình mua cái tấm mà chùi chân bằng sơ dừa đó, mình để ngay trước cửa, mình nghèo quá mà mình chỉ để tất cả chư tăng xa gần về đây có chỗ chùi chân, công đức nó lớn vô cùng. Trong khi các bạn bị bỏ 5 tỷ để các bạn đúc một cái tượng to đùng mà chỉ vì lòng háo danh, phước không bằng cái bà nhà quê mà bán vé số mà mở cúng dường cái tấm chùi chân mà bà sơ dừa nữa. Thì bà lúc mà bà nghĩ nó tứ phương tăng, bà nghĩ rằng con nghèo lắm nhưng mà con biết cửa ra vào phải có tấm chùi chân, mà con đi lâu quá chùa nếu mai mua cái đó thôi con mua cái đó, có mấy thằng bạc ráng con mua tấm chùi chân mình sơ dừa đó để đó. Hoặc là mình nghèo quá nghèo, mình ra sơ dừa mình á, mình kiếm mấy cái đám mướp già mướp khô á, mình cắt khúc đó đem vô chùa để cho chùa hồi đem nhà bếp vô chùa hồi rửa chén. Mà cái gì biết đó là tôi là sống ở Âu Mỹ chứ tôi mê cái đó vô cùng, tôi không có xài cái đồ mà bằng tơ cái gì đó bằng nhựa bằng kim loại, tôi mê cái đồ rửa chén mình sơn mướp lắm. Thì lúc đó tôi đúng lúc tôi rửa chén tôi có suy nghĩ là trời ơi mấy cái người Việt Nam không biết họ có biết dùng này không, Việt Nam hay xính ngoại đó xài đồ ngoại chứ họ không biết rằng mấy cái đồ bio mấy đồ organic nó tốt dữ lắm nha. Cho nên nếu mình nghèo đó mình chỉ cần mình kiếm cái trái mướp khô rồi mình cắt ra từng khúc để mình chùa cho chùa rửa chén. Mà cái quan trọng nhất là mình muốn là nhà bếp của chùa sẽ có những cái đồ rửa chén rửa dĩa sạch sẽ cho chư tăng có những bữa ăn ngon lành, chỉ vậy thôi. Chỉ là mấy trái mướp khô mà công đức là vô vàng vô lượng vô biên, cái gì biết mình đâu có biết, đâu ai dạ được biết đấy. Cho nên cái được gọi là trọng nghiệp nó gồm có ba: một là cái đối tượng là, thứ hai là cái chủ ý chủ tâm của cái người làm, thứ ba việc ấy là việc gì, cái việc nào mà nó nhắm đến cái lợi ích lâu dài thì cái quả nó lớn, còn cái việc nào nhắm là lợi ích ngắn hạn thì cái quả báo nó nhỏ. Nhớ nha, trong kinh Tăng Tương Ưng ghi rõ làm đường đào giếng đó, làm cầu cho người ta đi này, công đức không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì cái đối tượng mà sử dụng ba cái món này không có giới hạn, và cái thời gian mà sử dụng ba cái này mình cũng không có giới hạn, mình không biết lúc nào nó mới kết thúc. Tôi hỏi các vị một cái giếng mà làm cho đàng hoàng đó, các vị biết ở ngoài Huế bây giờ người ta có những người ta phát hiện những cái giếng chàm, cái giếng của người Chàm xưa mà giới khởi cổ kiểu tắc là giếng chàm mà nó làm bằng đá ông trên 1000 tuổi, các vị biết không? Và ngoài Bắc có những cái giếng mà coi như nó đào không biết đời Đinh Lê Lý Trần mà bây giờ những cái mặt nước trong vắt ngọt ngay mắt lòng gớm như vậy. Cho nên nếu mà cái giếng mà đào đúng nơi đúng chỗ rồi đó, không làm bè làm thành giếng rồi cho thả đá rồi đá ông đá xanh gì xuống mà làm như kiên cố, thì cái tuổi thọ một cái giếng thì nó là 500-700-1000 năm là bình thường lắm nha. Cho nên làm cầu làm đường làm giếng nước rồi đó, mấy cái đó trồng cây, giờ cái trồng cây gây bóng mát rồi đó, trồng cây gây rừng, công đức không thể nghĩ bàn. Là bởi vì là quan trọng nước mình phải nghĩ cái gì, nghĩ đến cái đối tượng sử dụng là tăng ni Phật tử hành giả, những người tu hành sẽ sử dụng cái này, và tất cả thiên hạ muôn phương bây giờ và ngày sau sau nữa cứ đi ngang cái vùng đất này, họ có chỗ họ dừng chân trú mưa trú nắng, nghỉ nhiêu đó thôi, rồi trồng mấy cây bay tầm ba cây còng cây gòn cây khế cây chanh gì đó, công đức vô lượng, khổ mà không biết khổ gì đó nha. Đó gọi là trọng nghiệp. Cái nghiệp thứ hai nó gọi là thường nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp là những cái việc thiện ác mà mình cứ làm hoài, nó không có nhiều, nó không có đáng gì đâu hết. Bởi vì nếu nó đáng nó đã lọt vô cái động nghiệp rồi, còn cái này nó không có đáng gì, nhưng mà mình cứ la ra làm hoài hoài, làm điều điều với thầy giáo đi dạy học, mấy bà bán gạo bán dạo thì cái gồng gánh mỗi ngày vậy đó, thì cái đó gọi là thường nghiệp. Cứ la ra làm hoài cả đời như vậy, nó gọi là thường nghiệp. Cái nghiệp định thấy nó như thấy nó thường lắm, nhiều nó rất là mạnh, bởi vì nó là thường mà nó lặp đi lại nhiều lần. Cái nghiệp thứ ba là khinh thiểu nghiệp, có nghĩa là những cái chuyện thiện ác mà mình làm lai rai rải rác rời rạc trong đời, nó lâu làm cái vậy đó. Thí dụ năm ba năm là tôi mới đi câu lạnh, năm ba năm là tôi mới đi chùa lạnh đó,
năm ba năm rồi tôi mới đi đánh bài một lần, thì những cái nghiệp đó gọi là khinh thiểu nghiệp, nghĩa là rời rải rác rời rạc lâu lâu một lần. Và cái nghiệp cuối cùng đó thì là cận tử nghiệp, đó là những cái nghiệp thiện ác mà mình làm trong cái giờ mà trong cái thời điểm mà mình sắp mất, sắp mất nghiệp đó có, nó lại có cái quan trọng khác, nó có cái sức mạnh khác. Bởi vì lúc mình sắp đi đó, mình leo lét, mình chập chờn lắm, lúc đó tâm mình nó yếu giống như cái người chết đuối mà đụng gì chập nấy vậy đó. Mà nếu mà lúc đó đó mà mình khéo, gọi là khéo tạo cái ấn tượng mà tốt, ấn tượng tích cực trong cái thời điểm cận tử đó, thì cái nghiệp đó được gọi là nghiệp cận tử nha. Thì nhiều khi cả đời cũng có tu nhưng mà mình lại ôm cái nghiệp cận tử mình đi. Mà sẵn ở đây tôi nhắc chừng mình hộ niệm với người hấp hối đó cũng là cả một cái kinh nghiệm lớn chứ phải không. Mình thương ba thương má là dắt cả họ bu quanh cái người sắp mất, khóc kêu reo ba ơi má ơi đừng bỏ con, là tôi thấy bà nội luôn, là mình đẩy nó xuống 8 tầng địa ngục nha. Tại vì mình làm cho người ta không có yên để người ta đi. Thứ hai nên là tránh gợi nhớ cho người ta những cái gì mà để cho người ta phải nhớ thương tiếc nuối. Như má ơi thằng Tèo nó sắp ra đại học rồi, má trời ơi tội nghiệp, bây giờ má không kịp thấy nó ra trường là thua. Không được nha. Chỉ nói cái gì nhẹ nhàng, nói cho má đi, má đi, má vũ áo mà đi, đi nhẹ nhàng không có dướng kẹt gì hết. Còn đa phần của chúng sinh ngoài đời hay bị cái bệnh, tức là đối người ta mà biết sắp đi bắt đầu kể. Như cái ông nó bệnh Mỹ được, sắp mất rồi kia bà vợ tới. Ông hỏi mà nhớ hồi xưa tụi mình đó là ở cùng làng rồi khố rách áo ôm, mình nhớ, mình nhớ. Rồi mình nhớ hồi đó tôi đi trốn quân dịch rồi, nhớ. Nhớ tôi đi lính rồi tôi bị thương mà miền dùng 1 của dùng 2 và nhớ, nhớ. Rồi tôi bị đi cải tạo mà nuôi tôi mà nhớ, mà nó nhớ. Mà ông khóc hói mà nó trời nhanh nhanh ra ông ơi thôi chị đã bỏ qua vợ chồng mà nó không, tôi phải kể cho hết. Rồi tôi đi vượt biên tôi bị hồng đi bị bắt ở tù cũng bà nuôi tôi, rồi tôi vượt biên mấy lần bị đói lạnh cũng bà nuôi tôi. Rồi sau này tôi qua Mỹ tôi không có công ăn việc làm, mới đi chùi cầu lao kiến, đi sớm về khuya lạnh lẽo gió mưa mà cũng có bà đi theo, mà nhớ không, nó nhớ. Hỏi bị ông muốn cái gì, ông muốn cái gì, ông muốn nói cái gì, ông nói nhanh nhanh đi. Cái bà ông hỏi chứ bà có nhận ra cái gì không, thì bà nói không, thì tôi lúc nào cũng bên cạnh ông. Bà nói không, có nghĩa là cứ gặp mặt bà là tôi khổ rồi. Bà thấy ông nói xong là ông hắt hơi ông đi luôn. Gặp mặt bà là tôi khổ, thì tùy mình thôi, tùy mình. Trong cái lúc mà cận tử đó, thì làm sao mà bỏ cho bằng được tất cả những cái gì đó không đáng. Như cái ông đó hỏi bà vợ đó, tôi hỏi thiệt bà, tôi sắp mất rồi, trong cuộc đời mấy chục năm mà ở nhà bà có phản bội tôi với đi đến người khác mà nói, ông cũng mất sắp mất thôi, tôi cũng nói thiệt luôn, có mà ông hỏi nhiều mấy lần thì bà nói là cứ mỗi lần mà tôi giận ông hay đến với một người thì tôi hay giấu là một cái hộp đậu xanh để mà kỷ niệm. Mà hỏi bây giờ mấy cái hộp đó đâu rồi, bà nói đi nấu chè hết rồi. Thì các vị biết nó rất là ác, là bởi vì khi người ta sắp đi mình không có nên như vậy, mà phải để cho người ta nhẹ nhàng thanh thản mà đi, tìm đủ cách nào đó để cho người ta buông hết. Chẳng hạn như trong kinh tạng, trong tương ưng ấy, thì tương ưng mình học rồi đó. Ông chú họ của Đức Phật đến hỏi Thế Tôn là chứ đối với một người cận tử chúng con phải hộ niệm bằng cách nào. Bài kinh nó hay lắm, ngài nói rằng hãy nhắc nhở cho cái người đó là việc nhà đã có kẻ ở lại lo, xin ba xin má thanh thản mà đi. Bây giờ ba má có lo bằng trời thì cũng không làm ăn được gì đâu, chuyện đó để cho cái đám ở lại nó lo. Ba má nhớ rằng cái thân này bây giờ nó đã cũ xì rồi, nó đau đớn, nó hôi hám, nó bệnh hoạn, nó già nua lắm rồi, bỏ nó là phải rồi, không có gì tiếc hết trơn, đi kiếm đồ mới xài. Rồi tiếp theo là ba má nhớ nha, dầu có quay lại thân nhân loại nó cũng không bằng đi lên các cái cảnh dục thiên, đau lợi giả ma đấu sức. Kinh nói một vị diễn lương vương sung sướng như vậy mà cũng không bằng một phần ngàn của một vị trời vô danh trên dục thiên nữa. Một phần ngàn là không bằng. Nhưng mà ba má nhớ đi, giàu có về dục thiên cũng không bằng phạm thiên, bởi vì dục thiên còn quẩn quanh trong các cõi dục, về phạm thiên là cõi ly dục, chỉ sống với thiền. Nhưng mà thưa ba thưa má, giàu về tới các cảnh thiền thì sao, ở đó cũng vô ngã vô thường, sống mãn thọ cũng trở về cái chỗ này thôi. Thôi thì ba má nhớ, cái con đường đẹp nhất, tốt nhất, cần thiết nhất để ba má đi lúc này đó là quán chiếu thấy rằng ba cõi là ngôi nhà lửa, vạn hữu là vô ngã vô thường, không có gì để thích để ghét. Nếu ba má đủ duyên ba la mật chứng thánh ngay lúc này thì tụi con bội phần mà nguyện. Đó là cái cách hộ niệm hay nhất ở trong Phật pháp, mà buồn tay
Đa phần phật tử Việt Nam không hề biết, không hề biết cái bài kinh hộ niệm này, cứ đè cái tên Hấp Hối ra mà đọc tùm lum, mà ngay lúc đọc những cái bài mà lúc nó sống nó đã không hiểu rồi, thì lúc nó ngáp ngáp làm sao nó hiểu, làm sao nó hiểu. Rồi khi mà chết lạnh ngát rồi là tụng thêm mấy chầu, mấy tăng, mấy chập nó mới chịu đem đi chôn. Mà các vị làm ơn, các vị lục tung kinh tạng, các vị kiếm thì tôi có cái chỗ nào mà Đức Phật và các vị thánh mà xúm xích chung quanh một cái xác chết để mà cầu nguyện, không có, không bao giờ. Chỉ đến nói đến thăm bệnh thì có, mà người ta mời mới đến chứ không phải tự nhiên mà tới. Và khi mà các ngài nhận lời là các ngài đã quán chiếu cái duyên sự, cái tên mà sắp đi này nó có nghe được cái gì hay không, nó có hiểu được, nó có hành được cái gì hay không mới tới. Chứ còn nó hôn mê mà nó không biết trời đất gì hết là cũng không có tới nha. Tới là phải giúp được. Một điều nữa là những gì mà các ngài nói ra trong cái lúc mà hộ niệm ấy toàn là những cái pháp thoại cho cả cái người đi lẫn kẻ ở lại. Đấy, đó là cái lý tưởng, ý nghĩa của cái chuyện hộ niệm thời xưa, cái thời sơ thời Phật giáo. Còn mình bây giờ thì khác, lúc sống thì không đi chùa, lúc ngáp ngáp thì rước tăng ni tới tụng tùm lum, tụng những thứ mà mình không hiểu, sùm bát nhã, bát nháo. Bát nhã thì ít, bát nháo thì nhiều. Rồi tới hồi chết lạnh ngát rồi, rồi là tụng thêm mấy chầu nữa, rồi chôn rồi, thiêu rồi, mà vô hũ rồi, xuống mộ rồi, quất thêm 7 tầng 7 7 49 ngày mỗi một. Và do cái não trạng của mình này, mình làm những chuyện mà chính mình nên nhiều khi mình cũng ngờ ngợ, mình thấy nó làm sao nha. Đó là nghiệp mà nói tới cái sức mạnh. Rồi cái nghiệp mà nói tới thời gian cho quả là sao ta? Cái nghiệp mà nói tới thời gian cho quả đó là hiện nghiệp, gồm có 4 thứ. Hiện nghiệp tức là những cái nghiệp thiện ác mà nó trổ quả nhãn tiền ngay trong đời này. Trong kinh ghi rõ nhãn tiền là sao? Nhãn tiền là ngay tại chỗ, ngay trước mắt, vừa làm xong thì nó nhãn tiền ngay trước mắt một cái bịch. Đó là nhãn tiền ngắn. Còn nhãn tiền dài là nó kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Tuổi trẻ làm mà trung niên mới chịu quả, hoặc trung niên làm tuổi già mới chịu quả, hoặc tuổi trẻ làm tuổi già mới chịu quả. Thì nhưng mà gom chung lại gọi là hiện nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp nghiệp nó cho quả ngay trong kiếp này gọi là hiện nghiệp. Cái nghiệp thứ hai nó gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp nó phải trổ quả ngay kiếp kế này nè. Tức là cái kiếp này mà tắt thở một cái là cái nghiệp đó nó trổ quả liền nước thì. Thí dụ như mấy cái người mà nói về nghiệp thiện á, là mấy người mà tu thiền á, họ đắc thiền, đắc sơ nhị tam tứ thiền, là kiếp này vừa chết xong là họ mới sanh về cả cõi phạm thiên liền, với điều kiện là họ vẫn giữ được các cái tầng thiền ấy cho đến lúc chết. Chứ còn họ đắc xong họ bỏ thì cái đó không có kể nha. Đắc rồi phải giữ được cho tới lúc chết đó, thì cái đó được gọi là sanh báo nghiệp. Hoặc nói về nghiệp bất thiện, chẳng hạn như cái nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết la hán, chia rẽ tăng, phá hoại Phật giáo rồi đó, thì cái nghiệp đó nó cũng là bắt buộc phải trổ quả ngay sau khi mà mình tắt thở, bên cái phía bất thiện. Như vậy là hiện nghiệp là nghiệp trổ quả ngay đời này, sanh báo nghiệp là nghiệp trổ quả ngay cái đời kế tiếp, hậu báo nghiệp là nghiệp trổ quả từ cái đời thứ hai trở về sau sau nữa. Cái trung tâm hiểu không ta? Và chúng ta hãy nhớ rằng tất cả phàm phu ngày nào mà chưa có niết bàn thì mỗi người có tới một núi cái gọi là hậu báo nghiệp, một núi hậu báo nghiệp núi. Thì sanh báo nghiệp là những nghiệp trổ quả ngay kiếp này, hiện nghiệp là nghiệp trổ quả ngay kiếp này, sanh báo nghiệp là kế cái đời này, còn hậu có thể là từ cái đời thứ hai trở đi đó. Thì cái phần đó mình nhiều lắm, mà đương nhiên là cái phần nghiệp ác nhiều hơn nghiệp thiện. Nhiều người họ nghe tôi nói rồi họ sợ, họ sao kỳ vậy sư, sao kỳ, tôi nói có đâu kỳ, các vị ngồi yên đây coi, các vị có một ngày vậy đó, các vị là Phật tử đúng không, một biết Phật pháp đúng không, tin lý nghiệp báo, sợ trời sợ Phật tù lâm hết vậy, chứ bây giờ trong một ngày như vậy đó, các vị có bao nhiêu phần trăm thời gian mà có tâm lầm, bao nhiêu phần trăm thời gian mà sống bằng cái tâm xấu, mà mai là trên đầu thờ Phật, trong tim có Phật, mà một ngày mình bất thiện chừng ấy phần trăm thời gian, thì thử hỏi những kiếp mà không biết Phật pháp thì quý vị còn bậy bạ, còn tội lỗi cỡ nào nữa. Đấy, cho nên nó gọi là trong cái kho gọi là kho tiền nghiệp, kho chứa tiền nghiệp mà mình lấy móc rồi mình xài la ra mỗi ngày đó, thì coi như nó là cái nghiệp mà ác nó nhiều gấp không biết bao nhiêu lần cái nghiệp thiện. Nhưng mà sở dĩ mà hôm nay các vị thấy mình nhỏ lớn, mình đâu có bị cái gì đâu, là mình phải hiểu rằng nó là một cái khoảng trống may mắn, một khoảng trống may mắn.
Tại vì nó không phải nó khích rịch luôn luôn, nó khích mà có lúc thưa lúc nhặt, lúc thưa lúc nhặt, à lúc thưa lúc nhặt, chứ phải lúc nào nó cũng là dày dày đặc nha. Có lúc thì cái quả lành nó đổ dồn dồn dập dồn dập dồn dập, có lúc quả ác đổ dồn dập dồn dập, có lúc nó thưa vậy đó, nó thưa rỉnh thưa rãnh cả đời, nghèo nghèo tàn tàn không có gì đặc biệt, và cũng có đủ ăn đủ mặc, vậy là nó cũng có gì đặc biệt. Nhưng mà qua cái giai đoạn mà nhặt đó, qua cái giai đoạn mà nhặt nhòa này nè, là nó sẽ tới cái giai đoạn dồn dập, mình biết lúc nào nó dồn dập, mà biết nó dồn thiện hay dồn ác mình biết nha. Có lúc cái quả gọi là đại quả lâm đầu nó đổ tới hoa hoa, gọi là coi như là nó là cuốc đất trồng pha khoai rồi quả vô ăn chuối đó. Phước bất trùng lai quả vô đơn chí, có nghĩa là cái phước người ta nó hiếm, bây giờ nó tới hai lần lắm, mà cái quả thì nó tới coi như là dập. Là lý do không có gì lạ hết, lý do là tại vì cái tâm bất thiện mình nó nhiều hơn chứ có gì trơn đó, nha. Người ngoài họ biết cái câu đó, họ biết cái câu mà phước bất trùng lai quả vô đơn chí, họ biết, nhưng mà không hiểu lý do tại sao. Thì mình phải hiểu thêm nhà Phật mình rất đơn giản, là bởi vì cái tâm tào lao mình nó luôn luôn nó nhiều dữ lắm, nhớ nha. Rồi nghiệp một là hiện nghiệp, nghiệp hai là sanh báo nghiệp, nghiệp ba là hậu báo nghiệp, nghiệp bốn là cái gì, là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp có nghĩa là những cái nghiệp mà nó không có khả năng cho quả. Nó gồm có hai trường hợp: một là nó đã quá hạn rồi, nó có quá hạn có nghĩa là lẽ ra nó sẽ trổ quả trong cái thời điểm khi mình tạo năm 1950, thì nó sẽ trổ quả năm 67 nè, năm 73 nè, năm 81, ví dụ như vậy. Nhưng mà đằng này do những cái nghiệp thiện khác nó cứ đẩy nó, hoặc là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác khác nó mạnh hơn, nó chen vô, nó lấn lấn, cuối cùng thì cái nghiệp này nó quá cái hạn nó, thì nó coi nó mất. Trường hợp một là nó quá hạn. Trường hợp thứ hai đó là đối với vị thánh viên tịch, khi mình đắc A-la-hán mình niết bàn không còn tái sanh nữa. Mà trước khi mình không còn tái sanh, trước khi mà mình viên tịch, nó có hai trường hợp: đắc thánh ngay đời này rồi niết bàn thì mấy cái nghiệp cũ coi như xù nợ luôn. Đó là một. Trường hợp thứ hai, dầu chưa niết bàn, chưa đắc A-la-hán, nhưng mà được hợp nhân cấp của độc để thích là quý sai kha và nhiều người khác nữa, họ đắc quả thánh xong họ đi về các cõi mà cõi cao á, thì rất nhiều cái nghiệp nó không có trổ trên đó được. Ví dụ như cái nghiệp mà bị đâm chém, nghiệp bị nói xấu, nghiệp bị du oan, nghiệp bị chết lửa, chết chìm, nghiệp bị độc trùng mãnh thú tấn công, nhà sập, cây đổ, thiên tai, núi lửa, bão tố, sập động đất, những cái nghiệp đó là lên trên đó nó không còn nữa, thì đành coi như xù luôn. Nghĩa là chưa niết bàn, nhưng mà anh có mặt ở một cái cảnh giới nào đó thì vào đúng cái thời điểm mà nó trổ trổ được thì nó cũng xù luôn. Đó, nhớ như vậy. Thì nó có hai loại trường hợp vô hiệu nghiệp là hồ xí câm á. Một là niết bàn hoặc là về một cảnh giới nào đó, trước khi niết bàn mình về một cảnh giới nào đó mình ở đó, là coi như nó không có điều kiện để nó phát tác. Trường hợp hai là nó quá hạn, nhớ nha. Trường hợp hai là quá hạn, nó nhiều lắm, nhưng mà nó nhiều trường hợp lắm, nhưng gom chung bảo đảm chỉ có hai trường hợp này thôi. Nếu mà gom lại nó chỉ có hai điều kiện này thôi. Rồi thì cái nói về nghiệp phải hiểu, mình hiểu đại khái là như vậy nha, hiểu đại khái là như vậy. Rồi bữa nay phải giảng cho xong cái này chứ. Rồi nghiệp thì ở đây là nó nghiệp dị biệt thì có tùm lum hết, có nghiệp này, nghiệp thiện, nghiệp ác tùm lum, rồi nãy giờ kể rồi đó. Rồi cuối cùng là nghiệp đoạn diệt, tức là xúc đoạn diệt, có nghĩa là khi mà không sáu căn không có làm việc với sáu trần thì coi như là chúng ta không có tạo thêm nghiệp nữa. Điều đó có nghĩa là khi mà anh tu tứ niệm xứ đó là anh đã gọi là thay đổi cái dòng chảy luân hồi, có hiểu không? Khi tu tập tứ niệm xứ là nó thay đổi cái dòng chảy luân hồi. Là sao ta? Trước đây là anh thất niệm, có nghĩa là anh nói năng hành động hoàn toàn thiếu kiểm soát. Đấy, mà thiếu kiểm soát là toàn là bất thiện, nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ là anh không để cặp mắt anh đi tìm cái gì để nhìn, anh không để lỗ tai anh tìm cái gì để nghe, mà khi anh ngồi anh biết anh ngồi, anh thở anh biết anh thở, anh đi anh ăn, anh tắm, anh rửa, anh tiểu tiện anh biết rõ. Anh không có để cho cái tạp niệm nó xen vào. Một ngày của anh gồm 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, ngủ thì thôi mình không nói, mình lúc thức là luôn luôn sống trong cái chánh niệm. Đó là một là cái kiểu là tu xúc, là tu vậy đó. Mà nếu mà như vậy, khi mà anh sống trong chánh niệm thì xúc anh lúc giờ nó chỉ gieo toàn nghiệp thiện thôi. Nó đặc biệt như vậy. Nó đặc biệt như vậy. Nó chỉ có hai thứ tâm mà khi mà các vị không sống bằng tâm ác thì lúc đó vị phải sống bằng tâm thiện. Nó có loại tâm thứ ba là tâm vô ký, nhưng mà ở đây trong cái bối cảnh mà đã thuyết pháp cho những người không có chuyên thì tôi đã không có tránh, tôi không có nói tới cái loại tâm thứ ba này, nó mệt nha. Nhưng mà nói đại khái đó là trong một ngày như vậy, nếu mà mình
làm sao mà mình đừng để cho cái tâm xấu nó xuất hiện, thì lúc bây giờ mình xấu toàn là tâm tốt không, nó đại khái như vậy đi cho nó dễ hiểu nha. Rồi à, thì là hồi xưa mình chưa biết đạo, mình cứ, tôi nói hoài là mình cứ chưa biết đạo, à, chưa học giáo lý đó, mình cứ đi tìm cái dịp để mình làm phước. Ví dụ như mình tìm dịp để hành hương, cúng dường chân y, rồi cất chùa tạo tượng, cái đó rất là tốt, tôi không có chê, tôi đó quý lắm mà, hay lắm mà. Nhưng mà mình quên một chuyện, đó là khi mình ngồi yên một chỗ cũng là tu công đức của mình có biết. Ở đó mình chưa biết giáo lý, đó, ai mình nghe nó làm phước là mình cứ nghĩ là phải có cúng dường, phải có quỳ lạy, phải có khấn vái tùm lum hết, để gọi là tu phước. Nhưng bây giờ mình có hiểu giáo lý, mình hiểu không? Làm cái gì, một cái công việc vô danh ngó, không có gì đáng kể, nhưng mà làm một chánh niệm vẫn là công đức. Đó là đi cầu, ngồi trong bồn cầu mà bằng chánh niệm, đánh răng súc miệng rửa mặt bằng chánh niệm, ngồi ăn trên bàn ăn bằng chánh niệm, giặt đồ phơi áo bằng chánh niệm, quét nhà hút bụi bằng chánh niệm, lau dọn nhà cửa bằng chánh niệm, xếp đồ đạc trang để mùng màng bằng chánh niệm. Mỗi giây phút sống chánh niệm ấy đều là công đức cả nha. Bởi vì sao? Vì lúc đó sáu suất của mình được kiểm soát, mà khi nó được kiểm soát thì cái tâm bất thiện vắng mặt. Mà hễ tâm bất thiện vắng mặt thì chỉ còn có một cách là tâm thiện nó có mặt thôi. Cũng giống như tôi nói, có hai cách tu. Cách tu thứ nhất là mong để đắc thánh, cái cách tu thứ hai là để không còn là phàm nữa. Nghe nói khác nhưng mà thật ra nó là một. Khi mà anh tu với cái lòng mà mong đắc thánh đó, nghe là nó sang thì nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất anh dễ sanh cái lòng kiêu ngạo đó. Thứ hai là anh dễ sanh cái tăng thượng mạng, bởi vì anh đâu biết thánh mặt mũi hình dáng ra làm sao. Anh thấy cái gì mà nó ngộ ngộ, nó lạ lạ là anh cứ tưởng nó là thánh, anh tưởng anh là đắc cái này cái kia nha. Cái đó là cái bẫy vô cùng. Nhưng mà khi anh tu mà bằng một cái lý tưởng là tu để không còn là phàm nữa đó, thì nó an toàn hơn và nó dễ hiểu hơn. Là vì sao? Là vì mình biết rõ cái phàm nó mặt mũi ra làm sao. Mình cứ dầm dầm thấy là mình còn ganh tị nè, mình còn bủn xỉn nè, mình còn toan tính, mình còn thích cái này, mình còn ghét cái kia, vậy đó là phàm nè. Mình cứ quan sát chuyện nào, hãy thấy cái phàm nó ló ra là mình biết, ló ra là mình biết nó dễ. Và đồng thời cái người tu mà phát hiện cái phàm á, nó dễ thương hơn cái người tu mà để thành thánh. Tôi đã gặp không ít người hành thiền ba mớ về nói chuyện, tôi nói hớn lắm. Cái chuyện mà giống như muốn ngồi đồng luôn, mà giáo lý thì không có học. Cứ vô đó xếp bạn thời gian, cái thế nó mát lạnh, nó rụng mình vài cái là rồi đó, nó về là nó đắt rồi. Ở cái thứ vô cùng, giáo lý thì không chịu học, mà công phu thì cũng hời hợt rời ra cái đó, mà một cõi luôn, nguyên một cõi ngộ nhận đầy ấp dày đắt. Vô nó thấy rợn là về đắt rồi, nói ra gà đó là về đắt. Nghe tới còn thấy ghét. Cho nên là nhớ cái đó nha, nhớ là tu xúc. Trong trường hợp trong bài kinh này đặc biệt thì nó đến chữ xúc. Rồi tiếp theo nữa là ngài phải biết rõ, ngài dạy mình là phải biết rõ rằng ngày nào xúc kiến mất thì nghiệp cũng biết mất, và cái con đường dẫn đến cái chuyện kết thúc các nghiệp đó chính là con đường bát chánh đạo nha, con đường bát chánh đạo. Rồi tiếp tục là khổ cũng vậy. Bây giờ cái này đoạn cuối cùng nó sâu theo một hướng khác. Các vị còn nhớ không, tôi định nghĩa với tôi mình trong kinh mà tôi thường nhắc đó là bốn đế là cái gì? Khổ đế là sự thật đầu tiên, mọi xứ thứ ở đời là khổ. Thứ hai, sự thật thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Sự thật thứ tư là luôn luôn sống bằng ba cái nhận thức trên đây, là đó là con đường thoát khổ. Nhớ nha, đó là mà là chúng ta dần dần nên làm quen với cái giáo lý thì giáo lý mà được nói theo cách dành cho hành giả. Rồi, nhưng mà cái chỗ kinh, cái chỗ này nó sâu là sâu chỗ này nè. Các vị vào ở trong cái kinh Thánh Cầu, kinh Thánh Cầu, kinh Thánh Cầu Trung Bộ đó, nói cái chuyện này xuất sắc. Bậc Đức Phật giải là bậc thánh ngay ở trong thân sinh tử, bậc thánh ngay trong thân sinh tử này không có tầm cầu có thân sinh tử khác. Còn cái kẻ phàm phu ngay trong cái tấm thân sanh tử này để giải quyết những vấn đề của nó, họ lại tiếp tục đầu tư vô vàng những cái thân sanh tử khác. Đó là kinh Thánh Cầu nha. Các vị có nghe kịp không ta? Bậc thánh nhân đó, để mọi sự kết thúc ngay ở tấm thân sanh tử này, để mọi sự kết thúc ngay đây, không có tiếp tục đầu tư, không có đi tìm cái thương cái ghét. Khi không có cái thương cái ghét thì không cần phải giải quyết cái thương cái ghét đó.
bằng các nghiệp thiện ác. Còn phàm phu thì sao? Phàm phu do không hiểu bốn đế, bốn đế mới nói rồi đó, cho nên mới còn có thích có ghét. Và để giải quyết cái thích cái ghét ấy, kẻ phàm phu đã tạo vô vàn các nghiệp. Thế là ngay trong cái tấm thân sanh tử này, kẻ phàm phu lại phải giải quyết những vấn đề của nó bằng cách tạo thêm vô vàn cái tấm thân sanh tử khác. Nói gọn lại là từ trong cái khổ này lại tạo ra vô vàn những cái khổ khác. Cho nên hồi đó giờ mình không học giáo lý, mình hiểu chữ khổ như nó nghèo gì lắm. Trong khi chữ khổ mà theo trong kinh điển Pali, chữ khổ nghĩa nó rộng lắm. Tất cả mọi hiện hữu là khổ. Mà nếu định nghĩa như vậy thì chữ khổ ở đây nè, nó có nghĩa là toàn bộ sáu căn, sáu trần, sáu thức. Chữ khổ đây nó có nghĩa là toàn bộ danh sắc năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Chữ khổ đây nó có nghĩa là toàn bộ vô lượng vũ trụ và tất cả thế giới trong đó, tất cả chúng sinh trong đó. Nhớ nha, chữ khổ đây có nghĩa là như vậy đó nha. Chữ khổ nghĩa rất là sâu. Toàn bộ thế giới này chỉ là khổ. Cho nên Đức Phật đã giải rằng này các tỳ kheo, trong mấy mươi năm hoằng đạo, ta chỉ nói được có hai chuyện thôi, đó là khổ và con đường thoát khổ. Nhiều người Phật tử, 99% Phật tử Việt Nam không hiểu được câu này, không hiểu. Thật ra toàn bộ Phật pháp, toàn bộ Phật pháp có thể gom gọn trong câu này của Đức Thế Tôn nha. Ngài nói rằng trong mấy mươi năm hoằng đạo, ta chỉ nói có hai chuyện thôi, đó là khổ. Ta chỉ nói về cái khổ và con đường thoát khổ. Có nghĩa là ngoài ra ra về chỗ nào mà Ngài nói đến 37 pháp bồ đề không, gồm có tất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tướng như ý túc, tướng chánh cần, hẳn ngoại trừ ra những chỗ nào Ngài nói cái đó, thì phần còn lại là Ngài nói điều Ngài nói về khổ hết, khổ hết. Ngay cả nguyên cái tạng luật to đông như vậy cũng chỉ để nói về khổ thôi. Tại sao vậy? Vì con mang cái thân sanh tử thì con phải tu tập, mà tu đến có hai, đó là tu tâm và tu tướng. Người đại căn đại duyên chỉ cần tu tâm đã xong, riêng người thiếu duyên cần phải thêm tu tướng. Tu tướng nghĩa là con phải đi xuất gia nè, đó, rồi con phải y bát, đi đứng sinh hoạt cho giống người xuất gia. Trú xứ của con, vận dụng của con sử dụng, những mối quan hệ tương tác của con với thiên hạ chung quanh con phải làm sao, lời ăn tiếng nói, đi đứng sinh hoạt lớn bé, con phải làm sao? Con có thấy tất cả những cái đó là khổ không? Nhưng mà vì muốn giải quyết cái tấm thân sinh tử này mà con phải học luật, con phải giữ luật, con phải trì luật, nhớ nha. À, rồi tặng kinh cũng vậy, bao nhiêu cái pháp thoại mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cho các đối tượng mỏi mòn trong suốt 45 năm hoằng pháp. Đấy, cũng như đi giải quyết cái khổ cho người ta bằng cái cách là nói cho người ta, vạch ra cho người ta thấy cái khổ của cuộc đời nằm ở đâu, và sau đó đưa cho người ta cái giải pháp đề nghị nha. Cho nên trong suốt cái cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Thế Tôn, Ngài chỉ nói có đúng là chỉ có hai chuyện thôi, đó là khổ và con đường thoát khổ. Thì đây Ngài nói khổ, Ngài nói là sống trong cuộc đời này là chuyện đầu tiên là phải hiểu ta đang có mặt trong biển khổ. Khổ đây là cái gì? Khổ đây là gì ta? Sanh, lão, bệnh, tử là khổ. Muốn không được là khổ. Thương phải xa, ghét phải gần là khổ. Nhưng mà ở đây Ngài lại kể gọn hơn trong đây nè. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Có nghĩa là cái phần tóm lại Phật tử Việt Nam không có đọc. Họ cứ đọc toàn là cái sanh già đau chết sầu bi u não không à. Nhưng mà riêng là cái năm thủ uẩn nó là cái gốc. Vì có cái thân này, cái tâm này nên nó, chúng ta mới có đủ thứ khổ trong trời đất. Tôi nói các vị nghe chuyện này chắc các vị cũng ngạc nhiên nè. Phạm thiên là những người ly dục, không còn thích trong năm trần, họ mới tu thiền, họ mới sanh về phạm thiên. Đấy. Và khi mà mình không còn thích trong năm trần thì mình sẽ không còn tâm sân. Tạm thời mình không còn tâm sân, không còn bất mãn. Nhưng mà cái còn gì nữa, cái còn gì khác. Khi một người đã sanh về có phạm thiên á, do không còn thích trong năm dục. Cho nên, tôi chờ tôi chút. Thôi cản lá tôi làm, để lá tôi làm. Chính vì không thích năm dục cho nên họ không còn bất mãn trong năm dục, có nghĩa là không còn dục ái và sân, thì từ đó ở trong phạm thiên họ không có những nỗi khổ dưới đây. Thí dụ như trên đó không có cái khổ là vì thị phi, thí dụ như mang tai mang tiếng rồi đó, rồi thích được nổi tiếng rồi đó, là phạm thiên không có đó. Ở cõi dục thiên thì còn chút đỉnh, còn sợ thị phi tai tiếng, nhưng mà trên cõi phạm thiên thì không có. Trên cái cảnh giới đó phạm thiên có những cái thứ dưới đây mình coi lớn chuyện trên đó họ không biết. Thí dụ như trong kinh nói rằng phạm thiên họ mặt mũi họ đẹp lắm, rất là đẹp, nhưng mà thật ra họ không có đủ sáu giác quan như mình. Dưới đây mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn đến họ chỉ có mắt tai và ý thôi, chỉ họ còn cái thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác họ không có. Tại sao không có? Là bởi vì muốn đắc thiền là phải ly dục,
ly dục của người không có hưởng thụ. Cho nên họ về trời đó, sở dĩ họ còn là mắt và tai, bởi vì mắt và tai ngoài cái một ngoài cái ý nghĩa hưởng thụ ra, nó còn có ý, nó có ý nghĩa là dụng cụ, dụng cụ á, dụng cụ làm việc, dụng cụ làm việc. Mắt cái tai á, nó ngoài cái thính giác và cái thị giác, ngoài cái tác dụng hưởng thụ thụ hưởng ra đó, nó còn ý nghĩa là cái dụng cụ làm việc. Nghiêm túc vẫn phải xài nó, như là nghe pháp rồi gặp Phật rồi đó, tu thiền là cần cái mắt và tai, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng cái mũi lưỡi thân á, thì ngoài cái chuyện mà hưởng thụ đời sống đó, nó không có tác dụng gì hết. Cho nên trên phòng thi họ không cần, họ không có. Ở trên đời này nó có hai cái trường hợp không có. Một là mình không có, cái đó là vì thiếu. Thứ hai không có là vì mình không cần. Cái trong rung có hiểu này không ta? Alo, trong rung có hiểu này không ta? Thế đời không hiểu rồi. Có hai trường hợp không. Cái ông này, ông kia này, tào lao này, không có ở đây, không trong kinh nó là họ có cái phù trần căn, tức là cái vẻ ngoài nãy tôi có nói là phẩm thiên họ rất là đẹp, họ chỉ không có cái thần kinh á, không, họ không có cái thần kinh khứu thôi, không có cái thần kinh khứu giác, vị giác, xúc giác. Chứ còn họ đẹp trai lộng lẫy, họ đẹp đến mức mà trong kinh đem so sánh với vị chánh đẳng giác rồi, trong kinh nó vị chánh đẳng giác đẹp như phẩm thiên vậy đó, đẹp lắm. Dạ, chứ còn mà hiểu thì cái thằng cha kiên này nè, ông Apocatrip này là không được nha. Có nghĩa là không coi là giống, mà tôi tạo ví dụ thôi, là nó có những cái chip, mình tạm gọi là cái chip, thì cái chip điện tử đó, thì ở trong cái thân, trong cái máy đó của ổng đó, không có ba cái chip này, chỉ vậy thôi. Chứ cái cổ máy vẫn rất là bình thường nha, vẫn bình thường, nhìn thì cũng ok lắm, nhưng mà có ba cái chip, không có ba cái chip điện tử, ba cái chip mà khứu giác, vị giác và xúc giác đó không có. Nhưng mà ông vẫn là một pho tượng tuyệt đẹp. Rồi xong. Và chúng tôi nhắc lại, vì ở trên đó cái thích trên đó không còn có thích trong vật chất, mà họ chỉ còn vui trong thiện. Chính vì cái thích hạn chế trên cái khổ cũng hạn chế, chính vì cái thích nó đơn giản cho nên cái khổ nó cũng đơn giản. Cái điểm này rất là sâu, sâu lắm. Có nghĩa là anh nhớ giùm tôi cái này, anh thích càng nhiều thì cái nỗi khổ niềm đau của anh nó càng lớn. Cái nào anh càng nhiều cái thích thì cái ghét của anh nó càng nhiều, tin tôi đi. Cái thích càng nhiều thì cái ghét càng nhiều. Nhớ nha, cái này rất quan trọng. Cái thích càng nhiều thì ghét càng nhiều, mà cái ghét nó chính là một tên gọi khác của khổ. Bởi vì sao? Tránh không được cái ghét chính là khổ. Mà tôi xin hỏi bà con trong rung, mấy chục năm ở trong cuộc đời đau thương này, bà con có được bao nhiêu lần tội nguyện khi mà tìm theo cái thích và trốn lánh cái ghét? Cái mình không ưa mình gánh hoài nha. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ. Tại vì có một người kêu tôi, mà cái người này đó thì lại là cái người này thì lại là biết tôi đang giảng mà ta. Thông thường là cái người, mấy cái người mà biết tôi đang giảng là họ chỉ kêu khi nào tôi bị trục trặc thôi. Còn nếu mà con còn nghe là cái người này là bữa nay là nó đổi tông, nó là ma phá đạo nè. Rồi, rồi. Mà cũng hết giờ rồi. Thì như vậy trong cái phần đoạn cuối này, Đức Phật dạy thế này: bản thân cái khổ phải được hiểu sâu sắc như sau. Nó là toàn bộ những cái trên cộng lại. Cái trên là cái gì ta? Tất cả sốt, tất cả dục, tất cả thọ, tất cả tưởng, tất cả nghiệp, tất cả lậu hoặc, gom hết năm cái kia lại, nó dồn cho cái cuối cùng, đó là khổ. Mọi hiện hữu ở đời đều là khổ, nhớ nha. Thì cái gốc của khổ là ái, do có thích thì nó mới có ghét. Mà các vị chỉ nghe hai cái tên này, các vị đã thấy khổ rồi, nghe giải thích mà mất quen. Chứ nghe hai cái tên này thấy khổ rồi. Cứ nghe nè, gốc của khổ là ái. Tại sao vậy? Vì ái là muốn, muốn không được là khổ, tránh không được cái mình ghét là khổ. Mà trong khi đó hễ có muốn thì phải có ghét. Cứ nhớ vậy đó, có muốn là có ghét. Muốn cái này thì phải có ghét cái kia. Mà mình không có được cái mình muốn là khổ, mà mình tránh không được cái mình ghét cũng là khổ. Cho nên chỉ cần nhớ bao nhiêu đây là mình có thể yên tâm là mình hiểu được một phần bốn đế rồi. Tại sao nói thế giới này là khổ? Đơn giản thôi. Bởi vì mọi hiện hữu trong đời, mọi thứ trong đời này nó được xếp vào hai thứ đối tượng. Một là thích, hai là ghét. Tôi bảo đảm như vậy. Mọi thứ trên đời nó nằm trong hai cái dạng đó. Tại chẳng qua nó xa quá, mình nghĩ nó mắc mớ tới mình. Chứ nếu khi mình sáp lại gần nó trước mặt mình coi, thì lúc cái gì trên đời này mà đem lại gần như trước mặt mình, nó đều được xếp vào trong hai cái dạng, hai cái category này hết. Một là cái đó âm thích, hai là cái ghét. Tránh không được cái ghét là khổ, mà không có được cái thích là khổ. Nhớ nha. Cho nên ở đây ngày dạy thứ nhất là
chúng sanh phàm phu ngay trong cái khổ này thì lại giải quyết nó bằng cách đi tìm một cái khổ khác, lấy nợ trả nợ. Người không biết đạo là lấy nợ trả nợ, nữa là bán bánh mì lấy tiền ăn bánh bao. Biết trong rừng có biết cái đó không ta? Lấy nợ trả nợ là vậy đó, là đi bán bánh mì lấy tiền ăn bánh bao, rồi đi bán bánh bao lấy tiền ăn yến. Thì tôi hỏi các vị, tiền ở đâu mà chịu nổi hả trời? Mà cái loại này tôi thấy Việt Nam mình hơi bị nhiều đó nha. Bán bánh mì lấy tiền bánh bao là đã chết rồi, tới hồi nó đưa nó tiền nó bán bánh bao nó đi mua mua yến ăn. Coi như lấy nợ mà đi trả nợ thì biết kiếp nào mà hết nợ. Rồi như vậy thì mình đã giảng xong cái bài kinh Quyết Trạch, thì ngày mai này đó mình ý là phải ngày mai cuối tuần chứ, tới thứ thứ gì ta, tới Chủ Nhật gặp là bà con, tuần sau mình mới học hết cái chương này nha. Tuần sau trời ơi nó thế, nó dài chứ nó không có nhiều cái gì, nó dài chứ nó không có nhiều, nó trùng nhiều lắm nha. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn lại ngày Chủ Nhật.